Hello các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa vào đấy các bác nhé. Đấy, vui vẻ hoan hỉ các bác nhé. Đấy, vui vẻ hoan hỉ các bác, đừng có ý kiến. Đấy thì cứ mua 200 thôi, đơn hàng chỉ có 200 trở lên là bên em bao ship rồi. Cho nên là các bác đừng có mặc cả là 70.000, 90.000 có bao ship không, nó rất là mất công. Đó. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ấm siêu tốc Đức nhá. Hàng này của thương hiệu Megahau của Đức này, Megahau của Đức. Con này nó sẽ là một cái dòng ấm siêu tốc kèm bình nước luôn. Đấy. Thì các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các loại đồ uống vào đây, các loại đồ uống vào đây. Cho vào đây sau đó thì mình đặt lên là mình đun sôi thôi, đun sôi trực tiếp là mình uống luôn các bác nhá. Bê ra là coi như là một cái bình uống nước luôn, không cần phải lòng hoàng mất thời gian rót ra rót vào nhá. Ví dụ các bác đun cái ấm siêu tốc bình thường thì lại phải rót từ cái nọ sang cái kia mất, rất mất công. Buổi sáng các bác cho em tí lá lẩu các thứ linh tinh vào đây, sau đó thì mình đun lên thế là mình uống thôi, rất là tiện ích luôn. Hàng của thương hiệu Megahau này, công suất của nó là 2000W nhá, 2000W luôn. Đấy, dung tích 1.8L, sử dụng điện 220V. Đây, thông số rất rõ ràng luôn nhá, thương hiệu Megahau. Đó. Và đây là cái đế đun của nó đây, cái đế đun của nó đây. Con này là cái đế đun của nó đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Rất chất lượng, rất ngon lành cành đào nhá, dung tích 1.8L bằng kính cường lực nhá, bằng kính cường lực đó. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Còn khi mà các bác nhận hàng rồi là hàng có lỗi vỡ hỏng gì thì bên em không có chịu trách nhiệm đâu. Vỡ là bên em không chịu trách nhiệm đâu. Nếu các bác đã nhận hàng rồi, còn là hỏng thì hoặc lỗi thì bên em có bảo hành. Còn là các bác nhận hàng rồi mà ví dụ như là hàng vỡ hàng viếc là bên em không có bảo hành đâu. Tại vì là nhận hàng thì kiểm tra với ship, lỗi vỡ em cho hàng về luôn. Đấy, rồi các bác nhận rồi các bác ý kiến thì nó khó lắm. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức này. Ấm siêu tốc Đức giá của nó sẽ là 290 cành nhá. 290k bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng đun thử thanh toán. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn cầm tay như này, 100.000 cho một con đèn cầm tay như này thôi. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Con này thì sẽ là có 3 mẫu đèn này. Một là con đèn gần này, hai là con đèn pha như này, và ba là một con đèn dọi nhá. Con này dọi xa, cũng dọi khá là xa luôn và điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cổng sạc da nữa này, và có cả tấm pin năng lượng mặt trời. Nói chung con này đa chức năng luôn, dùng rất là tiện này. Đấy, sáng mạnh sáng vừa nhấp nháy này. Đấy, rất là nhiều các mẫu đèn khác nhau luôn. Đó. Đèn led này có này, đèn cầu có này, và đèn pha dọi có này. Có báo pin, có sạc da, có báo pin, có sạc da nhá, và có pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, nó đang nháy nháy này là có pin năng lượng mặt trời này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Thì con này giá chỉ 100 cành thôi. Và các bác dùng để mình ăn cơm ăn nước hoặc sử dụng đi lại, nói chung là rất là tiện. Đa di năng và giá thì chỉ có 100k thôi nhá, rất hợp lý cho các bác luôn. Anh em các bác lên mã giúp cho là đèn cầm tay, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, cầm tay cái vòi đơn ra đây. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nước nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là vòi đôi và một mẫu là vòi đơn. Thì các em đang cầm đây nó sẽ là vòi đôi nhá. Vòi đôi tức là nó sẽ là chia ra làm hai đường nước này. Thì một đường các bác có thể dùng để mình bắt vòi nước vào đây để mình tưới cây. Còn cái này thì các bác hứng nước sửa rửa tay hoặc là hứng ra xô ra chậu trực tiếp luôn. Thì nó sẽ có mẫu là mẫu này là mẫu hai vòi. Thì các bác mẫu lên cho em là mẫu vòi đôi nhá. Vòi đôi này. Đấy, lên cho em là vòi đôi. Giá của nó sẽ là 75k cho một cái mẫu vòi đôi như này. Hàng inox 304. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò cho bác luôn, sáng bóng đẹp. Đấy, và chia ra làm hai đường nước thì con này là vòi đôi, giá sẽ là 75.000. Còn có cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu vòi đơn nhá. Con vòi đơn này thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Vòi đơn thì giá sẽ là 5.000, tức là con này chỉ có một đường nước thôi và con này hai đường nước. Đấy thì là vòi đơn hoặc là vòi đôi nhá. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vòi đơn là một đường nước, và vòi đôi thì chia ra làm hai đường nước, tất cả đều là bằng su 304, không bắt nam châm. Đầu vòi đầu viếc thì đều có gen và có gioăng hết nhá, có gen xoáy có gioăng hết. Thì các bác có thể kết nối với các cái đầu khác cũng đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên cho em là vòi đơn nhá. Đấy, vòi đơn này. Vòi đơn giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái vòi đơn như này, 55.000 các bác. Đấy. Thì rất tiện ích luôn. Hàng bằng inox thì bền đẹp chắc chắn rồi. Đấy, các bác lấy cái loại một vòi thì lấy, mà lấy cái loại hai vòi thì lấy thôi. Đấy thì hai vòi với một vòi thì cái giá tiền nó cũng tương đương nhau thôi. Đấy, giá thì sẽ là 75.000 cho cái vòi đôi và vòi đơn thì sẽ là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng này thì đây nó sẽ là một con gãi lưng. Đấy, đầu này của nó thì nó sẽ là bằng sừng này, đầu này bằng sừng này và bằng inox các bác có thể kéo dài ra vào khoảng là 40cm, 35-40cm thì đấy, rất tiện ích nhá. Các bác có thể dùng để gãi lưng, gãi chân, gãi tay đều được hết nhá, rất là tiện ích luôn. Đó, đầu bằng sừng và tay cầm bằng inox có quai đeo như này, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một cái gãi lưng như này thôi. Giá thì có 20.000 thôi nhá. Giá tri ân cho các bác, giá chỉ có 20.000 thôi. Lên cho em mã giúp cho em là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá sẽ là 20k. Đó. Và lên cho em là gãi lưng này.
gãi lưng, giá của nó sẽ là 20 cành cho một chiếc như này, 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là kia chắn gió bếp ga nhá, chắn gió bếp ga. Đấy, con này thì các bác lắp gần như là phù hợp với 100% các loại bếp ga luôn, tại vì nó có các cái chân lạch như này thì các bác cứ xoay đi xoay lại cho em. Đấy, và gần như là hợp hết luôn. Thì giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này. Lên cho em là chắn gió bếp ga này. Đấy, chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc. Con này thì ưu điểm của nó khi mà các bác đun nấu ấy, thì gió nó sẽ tạt qua thì nó sẽ bị mất nhiệt và đẩy cái ngọn lửa của mình nó không đúng chỗ. Thì các bác đun cho em thì cho cái chắn gió này vào nó rất là tiện. Nó phải giảm được tới 3-50% cái lượng ga bị tiêu thụ lãng phí ra ngoài nhá. Đấy thì rất là tiện ích luôn. Chắn gió bếp ga. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 25k thôi nhá. Đấy, khi các bác đun nấu bình thường thì nó sẽ hay bị đẩy ra ngoài, nhưng khi các bác cho cái này vào này, đấy, thì cái lượng ga của nó sẽ hội tụ vào và nó sẽ không bị đẩy ra ngoài nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Và rất hợp lý, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 một chiếc thôi. Mà các bác giảm được bao nhiêu ga, ví dụ như là các bác đun bình thường là 2 tháng là hết bình thì cái này phải đun vào 2 tháng rưỡi một bình các bác nhá. Thì cũng ưu điểm hơn là nhiều, hơn rất là nhiều và rất là sạch sẽ. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Nhà nào có bếp đôi thì các bác mua 2 cái, bếp 3 thì mua 3 cái các bác nhá. Đó. Rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Các bác lên cho em là viên tẩy lồng giặt thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, 10 viên thì mỗi tháng một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 viên các bác, 12 viên mỗi tháng các bác dùng một viên cho em. Đấy. Thì các bác chỉ cần là mình cho trực tiếp vào trong lồng thôi, sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đây. Đấy, bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên thì nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch này, đánh tan các cái cặn bẩn rồi các cái dầu mỡ rồi các cái vết bẩn nó bám vào trong cái lồng giặt rất là bẩn luôn các nhá. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 20k. 20.000. 20k cho một cái hộp tẩy lồng giặt thế này bao gồm là 12 viên. Đấy, mới đầu mà các bác chưa tẩy bao giờ cứ cho em 3-4 viên vào cho nó sạch thôi nhá. Còn sau đó thì các bác cứ 1 tháng 1 viên cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kem đánh răng nhá. Hàng của Hàn Quốc này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, made in Korea này. Đấy, thì lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Lọ này của nó thì sẽ là 120g và giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì chuyên dùng để giúp cho các bác làm trắng răng luôn. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Bác nào răng đen, răng ố vàng hoặc là răng bị xỉn màu, đánh cái kem này cho em. Đấy, giúp cho làm trắng răng rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea bác này. Đó, made in Korea, hàng của Hàn Quốc 120g. Giá sẽ là 40k một típ như này. Còn cái này là một vỉ nhá. Một vỉ đây các bạn. Đấy, một vỉ đây chứ còn một típ của nó là một lọ thôi. Để em cầm tách ra, không nhiều khi các bác lại hiểu nhầm. Cái này chỉ rang thử hết rồi mà. Ờ thế thì thử đi. Đấy thì ở đây nó sẽ là một típ như này nhá, một típ như này. Đấy. Một típ như này các bác này. Đấy. 40.000 cho một típ như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, cực kỳ trắng sạch và rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái kem đánh răng của Nhật. Con của Nhật này thì ưu điểm của nó là giúp cho các bác là chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. 170g, con này thì dung tích của nó sẽ lớn hơn một chút nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không có niêm phong đâu các nhá, không có niêm phong đâu. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm và dễ chịu luôn. Đấy, không có niêm phong các nhá. Đó, mùi thơm dễ chịu. Giá thì sẽ là 60.000 cho con kem đánh răng Nhật như này. Đấy, 60k nha, lên cho em là kem đánh răng Nhật giá sẽ là 60.000. Còn con của Hàn thì nó dung lượng nó ít hơn cho nên là chỉ có 40.000 thôi. Chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây, màu hồng này các bác này. Đấy. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng cực kỳ là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 60.000 cho một hộ kem đánh răng của Nhật như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy cạo râu 9D nhá. Giá thì chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một con này. Con này thì ưu điểm các bác khi mà sử dụng ấy thì nó rất là nhiều tính năng luôn. Đấy, có cái phần đầu bàn chải massage này, có phần tăng đơ này, rồi có cả cho các bác là cái phần để tỉa lông mũi này. Đấy, và chức năng chính của nó vẫn là cạo râu nhá. Chức năng chính của nó là cạo râu đây. Đấy, đầu của nó là ba lưỡi như này này. Đấy, cạo cực kỳ là sạch luôn. Đấy, ba lưỡi như này, cạo rất sạch và cực kỳ là xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con máy cạo râu này thôi. Bật lên này con này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa?
Đấy, soạt soạt luôn coi nhá. Tiếng dâu đứt soạt soạt luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95.000 cho một con như này. Các bác có thể dùng để mình cạo râu, tỉa lông mũi rồi nói chung là chấn viêm rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá khá hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D giá sẽ là 95k. 9D này. Giá sẽ là 95k một bộ như này. Combo cho các bác bao gồm là 3 món luôn, 3 4 món tất cả luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái robot hút bụi nhá. Đấy, các bác lên cho em là robot hút bụi này. Đấy, tại vì bên em rất là nhiều máy cho nên các bác nhiều dòng hút bụi cho nên các bác lên đúng tên cho em. Con này sẽ là robot hút bụi, về nhà các bác tháo cái này ra cho em này. Đó. Và bên trong này thì nó sẽ là nguyên nhá, sạch bóng sáng bóng nhá, sạch bóng sáng bóng luôn. Và bây giờ em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn. Con này thì một cái con robot hút bụi thông minh như này mà giá chỉ có 120.000 thôi, thì các bác xem 120.000 thì các bác nhận được những cái sản phẩm như thế nào. Đây, công tắc bật lên này. Đấy, và đây em sẽ để cho nó hút thử cho bác xem này. Chỉ cần 30 giây thôi là các bác đã biết cái lượng bụi của nó vào rất là khủng khiếp rồi. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 120 cành cho một con robot hút bụi này thôi. Đó. Sau 30 giây hút thì đây là cái kết quả thực tế luôn các nhá, chứ không phải là màu mè hoa mỹ gì cả. Kết quả thực tế cho các bác xem luôn và cực kỳ là sốc luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thì em sẽ mở nắp ra cho các bác xem này. Đấy. Chỉ có hút có 30 giây thôi mà các bác xem cái lượng bụi của nó vào bên trong này. Đấy. Bên trong thì sạch bong sáng bóng mà các bác xem nó hút vào rất là nhiều bụi này. Bụi của nó toàn bụi mịn thôi. Đấy, toàn bụi mịn thôi cho nên là các bác dùng thì nên có con này để sử dụng trong gia đình nhà mình. Để nó chuyên nó hút bụi cho các bác rất là tốt luôn nhá. Đấy. Con này thì chuyên hút bụi mịn rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em, cái nắp này nó sẽ là ở cái chân xoay. Đó. Combo cho các bác như này, một cái con máy hút bụi như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000. 120.000 cho con robot hút bụi như này thôi. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi thông minh nhá. Đấy. Robot này. Đấy. Robot hút bụi này. Đấy, robot hút bụi. Hút bụi giá sẽ là 120k. Giá rất rẻ các bạn, giá rất rẻ luôn, chỉ 120.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn xanh nhá. Các bác lên cho em là đèn xanh. Đấy, nó sẽ là một con đèn năng lượng xanh như này. Con này thì nó sẽ có cả dây sạc cho bác luôn, có cả dây sạc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. Có tấm pin năng lượng mặt trời này, có dây cắm sạc trực tiếp này. Và dòng này của nó sẽ là dòng siêu sáng luôn, siêu sáng. Công suất mặc định của nhà sản xuất sẽ là 300W nhá, 300W. Đó, đây con này. Đấy, nó sẽ có ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính này. Con này các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này, hoặc là chiến công trình này, hoặc là sử dụng để mình lấy ánh sáng mình sử dụng trực tiếp luôn. Nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời như này. Và con này thì mặc định của nhà sản xuất thì thời gian sáng của nó sẽ là từ 5 đến 6 tiếng này, công suất là 3000W này và sử dụng công suất của nó là 300W nhé, xin lỗi các bác là 300W và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đấy thì các bác có thể sử dụng trực tiếp pin năng lượng mặt trời hoặc là các bác có thể cắm sạc cũng được. Hàng cực kỳ chắc chắn. Của nó thì khổ của nó là khoảng 20-20 nhá. Đấy, dài rộng là 20-20. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là đèn xanh nhá. Đấy. Đèn xanh này, giá của nó sẽ là 260 cành. Đó, đèn xanh năng lượng mặt trời 260.000. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm nhá. Lưu ý các bác là khi sử dụng thì mình lắc đều cho em trong vòng khoảng 1 phút đi. Đấy, lắc đều liên tục cho em trong vòng 1 phút để nó tăng cái áp lực của cái ga lên thì nó đẩy thì khi các bác xịt thì nó mới ra được nhá. Đấy, nhiều khi nó hơi bị để lâu là nó sẽ bị nghẹn. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em, lắc đều trong vòng khoảng 1 phút. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu xịt này. Đây em sẽ xịt cho các bác xem này. Đấy, thì ví dụ như là tường nhà bị nứt này, thấm rột các bác xịt vào cho em này. Đấy, coi theo. Đây. Xịt cho em thì các cái hạt nano như này. Đấy, nó sẽ vào và nó sẽ thấm hết trên các cái bề mặt, các cái phần rột như này. Đó, các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ kín luôn. Thì nó sẽ giúp cho các bác là chống bị thấm rột rất là tốt nhá.
lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000. Đấy, xịt chống thấm 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này nhá. 50k dung tích của nó là 450 lít. Đây em sẽ có video thực tế luôn đây các bác này, đó rất là tiện ích luôn nhá. Mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ, thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím, bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý ghi đấy, đó ai nhặt cái lối. Các đồ vật khác đặc biệt hoàn toàn kháng nước. Cứ ghi ra đấy, những lúc nhặt thì âm mờ. Trong mọi nhu cầu hiện nay, khả năng chịu nhiệt đây ghi cho. 80 độ C, chống tiêu cực tím, bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay. Đặt hàng ngay đi cái bảy màu đấy được. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop cũng có cho bác một cái dòng chống thấm khác, đó là kia keo tôn dán chống thấm nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k. Thì các bác lên cho em là keo 10. Bản của nó sẽ là 10cm và dài khoảng 5m nhá. Bản 10cm dài 5m. Con này thì các bác cũng chuyên dùng để chống thấm rất là ok luôn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế luôn các bác này. Mọi người mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp nylon mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9.5 điểm các bạn nhá. Rồi ok, giá sẽ là 40k các bác nhá. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Các bác mua dưới 200 thì vui lòng cộng thêm cho em là 30.000 để ship giúp cho em nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 tiền ship. Còn trên 200 thì bên em sẽ bao ship. Thì các bác cứ xem cân nhắc mua đủ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con dao gọt hàng của Đức nhá. Dao gọt hàng của Đức này. Con này thì tổng chiều dài của dao nó vào khoảng là 25cm. Khá là vừa xinh luôn. Khá là vừa xinh để các bác có thể dùng để mình gọt hoặc là thái cũng đều được nhá. Đấy, các bác dùng để gọt hoa quả hoặc thái cũng được. Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy, hàng thì phải nói là bén khủng khiếp luôn nhá, rất là bén luôn các bạn này. Đó, dao thì rất là bén luôn. Đó, dao của nó thì siêu bén rồi, bén rất là sắc nhá. Đấy, và cái đường cắt này của nó rất là mịn màng các bạn này, đường cắt rất là mịn màng như này. Đó, và chiều dài khoảng 25cm, hàng made in Germany các bạn này. Đó, hàng của Đức đây, made in Germany. Lên cho em là dao gọt Đức nhá. Dao gọt Đức giá thì chỉ có cho các bác là 80k, 80, 70 nhỉ. Lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Dao gọt Đức giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con dao gọt Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái đầu vòi như này và bao gồm cho các bác là ba cái cút nối nhá. Một đầu vòi, ba cút nối. Thì về nhà các bác có thể nối các loại dây vào đây này. Đấy, sau đó thì cho vào là mình sử dụng thôi. Đấy, các bác dùng để tưới cây, xịt rửa xe đều ok hết nhá. Đây. Đấy thì các cái hướng dẫn kết nối của nó này. Đấy. Cái đầu gen xoáy này các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này và đầu này thì kết nối với các cái loại dây nhá. Và nó sẽ ra tia như này các bác này. Thì các bác dùng để rửa xe, tưới cây đều được hết nhá. Đấy, cả một cái bộ combo như này. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là combo cả vòi, cả đầu vòi, cả tay nối, cái thứ đầy đủ cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá. Con này của nó thì đầu của nó bằng đồng hết này, các cái phần kết nối đều bằng đồng hết. Và giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Chỉ có cho các bác là một cái con vòi như này, giá chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, 50k. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp, lấy tranh cái bút đi. Vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, 50k cho con vòi đồng tăng áp như này. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp nhá. Tăng áp giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc. 50k. Con này thì các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây, cái thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì các bác lên cho em là cân người nhá.
lên luôn là cân người cho nó nhanh. Lên mã giúp cho em là cân người. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhé. Hàng của Nhật, và con này nó sẽ có sẵn pin, kèm pin cho các bác luôn. Có kèm sẵn pin như này các bác này. Đấy, có kèm pin như này, và về nhà các bác chỉ việc lắp pin và là sử dụng cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100k cho con cân người như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là cân người. Mặt à 100. Ừ, bao nhiêu? 100.000 nhá, coi nhá. Đó. 100.000 cho cái cân người như này. Đấy, các bác lắp vào cho em là nó sẽ lên chế độ là kg và nó cập nhật nhiệt độ này. Đấy, có cập nhật nhiệt độ cho bác luôn. Miền Bắc bây giờ đang là 21 độ C. Một cái nhiệt độ cực kỳ lý tưởng, thì các bác cân xong là đi ăn lẩu nướng nhá. Đấy, cân xong thì các bác đi ăn lẩu nướng thì em là ok. Đó, nhiệt độ rất là lý tưởng quá nhá. Đây em sẽ cân thử xem đối thủ hôm nay thì hạng cân là bao nhiêu nhá. Đấy. Hạng cân em bây giờ đang là 68,2 kg nhá. Đó, 68,3 kg. Đấy. Con này thì nó sẽ nhớ số cho các bác trong vòng là mấy giây. Đấy, nhớ số trong vòng là mấy giây và nó sẽ tự về không nhá. Đấy, tự về không các bác này. Cân là kg và của nó sẽ là 21 độ C này, có báo pin này. Và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Đấy, và nó sẽ cân được tối đa là 180 kg, 180 cân. Còn các bác cân thì tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác sử dụng thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là cân người nhá. Cân người, giá thì sẽ là 100.000 cho con cân người nhá thôi. Đấy. Con này thì trước em lên nó là cân sức khỏe nhá. Đấy, có lên cho em là cân sức khỏe này. Cân sức khỏe này. Đó, cân sức khỏe để cân người nhá. Đấy, cân người. Giá của nó sẽ là 100k tròn nhá. 100k cho em này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi chéo này. Túi chéo thì nó sẽ có màu nâu và màu xanh. Đấy, màu nâu và màu xanh như này. Đấy, hai màu nâu màu xanh. Cái túi này của em thì 100% là da bò tự nhiên. Trước khi mua thì các bác mua một cái máy lửa xịn nhá, mua cái máy lửa xịn. Về nhà các bác có thể test thoải mái luôn, test thoải mái, đốt thoải mái cho em. Khi đốt thì các bác đốt vào cái chỗ nào không có đường chỉ may nhá, không có đường chỉ may, không có đường khóa. Đấy, một ngăn là đằng sau này, một ngăn đằng sau rất là đẹp này. Đấy, đằng trước thì sẽ có là 1 2 và một ngăn to nữa là thành là 3 ngăn này. Đấy, ngăn rộng nhá. Cái này khi các bác bỏ đồ vào thì nó rộng ra rất là nhiều nhá. Và giá thì các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo. Giá của nó sẽ là 140.000 cho em túi chéo như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò nhá, 100% là da bò. Có màu xanh và màu nâu nhá, có màu xanh và màu nâu như này. Thì bên em sẽ các bác lấy màu nào thì đọc kỹ màu cho em. Đấy, lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo, giá sẽ là 140.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo nhá. Đó. Túi chéo này. Lên cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó. Túi chéo này. Túi chéo, giá của nó sẽ là 140k nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này bao các bác test đốt thoải mái luôn, các bác cứ chuẩn bị máy lửa cho em, đốt thoải mái luôn. Đấy, đây. Đốt thoải mái luôn các nhá. Đây, các bác có thể cào cấu thoải mái luôn nhá, cào cấu đốt thoải mái luôn, không bao giờ lo bị sời sùi, bị xước nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái nồi kho cá này. Đấy. Nồi kho cá hàng của thương hiệu Matika. Hàng này thì hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đấy, có phiếu bảo hành, bảo tỏi các thứ đàng hoàng. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì điện 220V 50Hz nhá. Đấy, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng các bác này. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác cứ đọc kỹ hướng dẫn đi em. Và sẽ bao gồm cho các bác là một cái nắp kính cường lực như này và một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nồi này của nó sẽ là thuộc cái dạng là gọi là nồi gốm nhá, nồi gốm, nồi sứ này, siêu dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt, và khi các bác đun ấy thì con này dùng để kho cá thì miễn chê luôn các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi kho cá nhá. Con này thì chuyên để dùng để kho cá. Nó sẽ có số 1, số 2 và số 3 là nhanh. Số 1 là tắt này, số 2 là chậm, số 3 là nhanh và số 4 là tự động này. Ngoài cái tính năng là kho cá thì các bác có thể dùng để mình hầm xương này, hầm xương hoặc là ninh cháo, ninh chiếc cũng đều ok hết nhá. Đấy, nhưng mà chức năng chính của nó sẽ là kho cá này. Đấy, sử dụng điện 220V 50Hz và 235W, dung tích là 2,5 lít nhá. Thông số của nó thì rất rõ ràng luôn, 2,5 lít nhá. Con này các bác dùng để kho cá này, ninh xương này, hoặc là dùng để gọi là chế biến thực phẩm cũng rất là ok. Đấy, và giá thì rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là nồi kho cá nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 à.
Lên cho em là nồi kho cá nhá, nồi kho cá này, nồi kho cá giá sẽ là 290.000 thôi, giá 290.000. Trước đang bán là 350, đợt này về cho bác còn 290.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt inox nhá. Đấy, các bác lên cho em là sơn xịt inox. Cái này thì 80.000 một bình. Các bác dùng chuyên để mình sơn xịt các cái phần mà bị rỉ sét này. Đấy, thì chức năng của nó là chống rỉ cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các cái bề mặt bị rỉ sét, bị ăn mòn thì các bác xịt cho em. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng sơn inox bóng như này. Xịt vào thì nó cực kỳ là bóng luôn và nó bảo vệ bề mặt của thép. Đấy, chống bị ăn mòn, chống bị rỉ sét rất là tốt nhá. Hàng này của nó sẽ là sơn inox 318 nhá, inox 318 sơn phủ. Lên cho em là sơn inox, giá sẽ là 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80.000 trên một bình nhá, 80.000 cho một bình sơn inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng dù quân đội Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng dù quân đội Mỹ như này. Đấy. Cái mũ phớt còn không? Mấy cái thì thôi. Thắt lưng dù quân đội Mỹ như này nhá. Đấy, thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù thì nó sẽ là làm bằng sợi dù, nhiều bác lại còn bảo thắt lưng da. Đấy. Thắt lưng dù thì nó sẽ là làm bằng sợi dù rồi các bác nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng sợi dù như này. Con này thì các bác dùng thì bền đẹp vĩnh cửu luôn, 100, 200 năm, 300 năm cũng chả hỏng các bác nhá. Đó, nó bằng sợi dù này thì chỉ có lấy dao mà cắt ra thôi. Chỉ có lấy dao mà cắt ra thôi chứ không bao giờ hỏng nữa các bác nhá. Đó, hàng thì của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy, tuổi đời của công ty này là 1961 rồi. Đấy, khá là lâu đời và công ty này thì nó chuyên sản xuất các cái đồ dành cho quân đội nhá, các cái đồ dành cho quân đội. Đấy, hàng cực kỳ là bền đẹp chắc chắn và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, chỉ có 80.000 cho một con thắt lưng dù như này thôi. 80.000 một con nhá. Đấy, 80.000 cho một con thắt lưng dù như này. Giá rất là hợp lý cho bác luôn. Con này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng các bác trung niên. Đấy, dùng nó cực kỳ đơn giản dễ dàng nhá. Chỉ cần sập vào này cho em. Đấy, lúc nào các bác cần phải đi nhanh thì các bác lại cạo cậy ra như này là xong. Đó, rất là tiện ích thôi. Đấy, lúc tào tháo đuổi các thứ là rất là nhanh các bác. Đấy, giật phát này là xong. Tránh bị vấp váp rồi nhiều khi là nhỡ nhàng các bác nhá. Nhỡ nhàng là hỏng hết việc. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con thắt lưng dù như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá. Nó làm bằng sợi dù. Đấy, lên cho em đấy. Lên mã giúp em là thắt lưng dù nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng dù này. Thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đó. Thắt lưng dù này. Thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80.000 cho một con thắt lưng dù như này nhá. 80.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, giá thì chỉ có 35.000 cho con đuôi lò xo này thôi. Con này thì hàng nó rất là đơn giản và tiện ích thôi. Đấy, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, xoáy cho em một quả bóng vào đây. Đấy, và có công tắc đóng ngắt này. Và cái này có thể ngoắt nghéo để các bác điều chỉnh các cái vị trí nào mình cần phải làm việc này. Đấy, hoặc là cắm sơ cua, ví dụ như là cần phải tăng cường ánh sáng hoặc là thế này thế nọ thì các bác sử dụng con này cho em. Nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 thôi. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Cả đuôi, đấy, cả chân cắm, cả công tắc cho bác nhé. Combo như này. Đấy, và có thể ngoắt nghéo đảo chiều như này, các bác có thể cắm lên tường để sử dụng trực tiếp luôn. Đấy, giá rất là tiện và chỉ có 35.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A nhé. Đuôi lò xo này, đuôi lò xo A giá sẽ là 35 cành một em. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy thì nó sẽ là một con cốc như này. Đấy. Hàng thì về theo lô, có lô thì là hàng pin liền, có lô thì hàng pin rời. Các bác hết sức thông cảm với em. Đó. Lô này thì hàng pin rời và không kèm pin. Về nhà các bác lắp cho em hai cái viên pin vào đây. Hai cái viên pin vào đây các bác nhá. Đấy. Lắp hai cái viên pin vào cái đít này cho em này. Đó. Hai pin con thỏ nhỏ, các bác lắp vào đây cho em. Đó. Pin con thỏ nhỏ các bác lắp vào đây cho em. Một viên pin này các bác dùng cả 5 giờ nó mới hết. Tại vì mỗi lần khuấy như này các bác chỉ có mấy giây thôi. Chỉ có mấy giây thôi là nó đã ok rồi. Đấy, công tắc ngắt ở đây và đây nó sẽ có một cho các bác một cái hạt nam châm từ trường. Bỏ vào là nó sẽ cho vào giữa này và nó sẽ nguấy này. Và bên trong thì bằng inox sáng bóng, bên ngoài thì bằng nhựa đẹp đây. Cốc để các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc rồi, nói chung là đa chức năng và đa chức năng luôn. Các bác dùng cái gì cũng được, nó rất là tiện và nó tự khuấy luôn thì dùng nó rất là tiện ích. Đấy, lên xem là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90.000. Đó, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho mấy em cốc tự khuấy như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái găng tay lao động nhá. Thì nó sẽ có là màu xanh, màu đen và màu ghi. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay chuyên để các bác dùng để lao động làm vườn rồi là
làm thợ làm nghề sửa chữa, nói chung là rất là ok đó. Thì các bác đeo vào thì ưu điểm của con này nó sẽ là co giãn 4 chiều cực kỳ là ôm tay, và bên trên này thì của nó là cái mặt trong này có cái lớp cao su non bằng chấm bi như này, thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện ích nhá. Đấy, chống trơn trượt rất là tốt luôn, dùng thì cực kỳ là mái thoải luôn các bác nhá. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, bên em bán theo combo 5 đôi thì sẽ là 40.000 và giá siêu rẻ các bác luôn. Một bịch này 12 đôi giá chỉ có 70.000 thôi. Mua càng nhiều thì giá càng tốt nhá. Mua càng nhiều giá càng tốt cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì cực kỳ là ôm tay, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, tay mẹ, tay con đều vừa hết nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này. Một bịch của nó sẽ là 12 đôi là bằng 70k nhá. 70k, còn mua 5 đôi thì sẽ là 40k. Mua càng nhiều giá càng tốt các bác ơi. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và giao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký đó, thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký, thì bên em bán theo cân nhé. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12-13 chiếc nhé. Từ 7-12-13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng và tùy theo cái loại to nhỏ lớn bé. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhá, trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy, một cân của nó này, to nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhá, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác, có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây, như cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa sinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá. Vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này. Vít cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1 kg. Đó, trên 1 kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5 kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho ba chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lẫy đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000. Còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy. 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn.
Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ mua từ 200.000 là bên em bao ship, dưới 200.000 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Rất đơn giản vậy thôi. Và đơn hàng trên 1 triệu thì yêu cầu là phải cọc trước, còn dưới 1 triệu bên em đi đơn bình thường. Mã đầu tiên bên em về cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái vít V15 nhé. Qua lên mã cho em là V15, con này thì giá của nó sẽ là 150 cành nhưng con vít V15 như này. Ở đây của nó thì bên trong của nó sẽ là 14 đầu vít cho các bác luôn. Có sẵn 14 đầu vít hàng của Japan, của Nhật này. 14 đầu vít trong đó có bao gồm cho các bác là to, nhỏ, lớn, bé, tròn, lục giác, ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Đó, và các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Con này thì ưu điểm của nó là có 5 châm hít này. Đấy, và có xoáy nhanh nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều 180 độ như này. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có xoay 180 độ thì khi các bác đưa vào các cái vị trí các cái ngóc ngách đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 150k cho một con tô vít như này thôi. Và nó là hàng đa di năng, đầy đủ các cái đầu vít như này thì các bác làm thợ, làm nghề sửa chữa hoặc là sử dụng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Đó, và của nó sẽ là hỗ trợ xoáy nhanh nhá. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều và có cho các bác là tay lắc như này, dùng nó rất là thích. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vít V15 nhá. Lên cho em là vít V15. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là V15 này, V15. Giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con vít V15 như này. Đơn hàng các bác cứ gom vào mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc ắc quy nhá. Thì bên shop có hai mã, một mã là sạc ắc quy là 1224. Con 1224 thì sẽ là 290.000. Con này thì có cho các bác là khử sun phát này, chống đảo chiều này, rồi là tự động ngắt khi bình đầy này các bác nhá, đầy đủ các chức năng luôn. Khử sun phát này, rồi là giúp cho bình không bị già nhanh này. Đấy, khử sun phát giúp cho bình không bị già nhanh này, rồi có chống đảo chiều này, rồi bình tự ngắt hết luôn. Con này thì các bác có thể sạc cho áp quy 12V và 24V đều hết, đều được hết nhá. 12V 8A và 24V 4A này. Đó, hàng này thì nó sẽ là một cái hàng mà xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, Anh này, Đức này, Anh này, Đức này, đấy, rồi Tây Ban Nha này, Tây Ban Nha này, Nga này, Hàn Quốc này các bạn này. Đó, nói chung là xuất đi rất nhiều nước luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này, thì các bác lên mã giúp cho em là sạc ắc quy này, sạc ắc quy 12 1224, giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con 1224 này. Ngoài ra thì bên shop có cho cái con là 12V và 5A. Con này thì chuyên sạc cho bình 12V thôi. Con này nó chỉ sạc được cho bình 12V thôi các nhá. Đó. Nó sẽ sạc cho bình 12V. Đấy, cũng là cùng một hãng thôi, cùng một hãng của thương hiệu Foxer này, thương hiệu Foxer. Và hàng thì cực kỳ cao cấp và nó xuất cũng đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là sạc bình 12. Đấy, con kia thì nó là sạc 1224, còn con này nguyên sạc 12 thôi. Thì lên cho em là sạc bình 12 nhá. Sạc bình 12 này. Sạc bình 12V giá sẽ là 190k nhá, 190k. Đó, cũng các chức năng như nhau là đều là khử sun phát này, chống đảo chiều này, rồi giúp cho tự động ngắt này, tự động ngắt cho các bác khi mà sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, tất cả combo như này. Và giá thì sẽ là con to này, thì con này là 1224 là 290 bao ship, còn con này thì 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là khi các bác lên mã giúp cho em đó là vít V15 nhá. Đấy, lên cho em là vít V15. À, xin lỗi các bác là V46 nhá. Bộ này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 46 chi tiết tất cả, bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này, đầu vít rồi rồi tay công, tay nối dài, rồi đầy đủ các chi tiết cho các bác như này luôn. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này thì sẽ bao gồm cho các bác chọn bộ sản phẩm như này luôn. Và cái giá thì cũng rất là tốt nhá. Bao gồm cho các bác là một tay xoáy nhanh này. Con xoáy nhanh này có đảo chiều luôn nhá. Đấy, tay xoáy nhanh có đảo chiều con này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là đầu lục giác thì sẽ là từ 4 đến 14 này. Đầu lục giác từ 4 đến 14, và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này. Các đầu vít có bi này thì các bác chỉ cần lắp vào này cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, đầu vít đây. Đấy. Đầu vít của nó thì nó sẽ có cho các bác là 22 đầu vít các loại đây. Đấy, ba khe lục giác tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Và con này nó sẽ có một cái tay ngoắt nghéo như này nhá. Một tay ngoắt nghéo như này này. Đấy, một tay vít, một tay công này, rồi các cái tay nối dài đầy đủ cho bác nhá. Tay công ngang, công dọc đầy đủ cho các bác luôn, và các cái đầu vít như này. Đấy, một cái bộ đồ nghề sửa chữa rất là tiện ích như này, mà giá thì chỉ có cho các bác là 160 cành thôi. 160 cành cho một cái bộ vít như này thì bộ này thì quá chấm hết rồi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. V46, giá sẽ là 160k.
160k cho con V46 như này. Con này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc, các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, có lên cho em là sạc nhanh iPhone, sạc nhanh. Đấy, sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k. Thì con này bao gồm cả củ cả dây luôn, cả củ cả dây chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, iPhone 14 Pro Max. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đây. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc như này, một củ sạc và kèm cho các bác là một dây nhá, một củ một dây như này. Combo cho các bác hai món luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Giá cực kỳ là hợp lý luôn nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 160k. Bao gồm cho bác là cả củ cả dây luôn. Lên theo là sạc nhanh iPhone nhá, 160.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Các bác lên theo là Thunder A1 thì con này là combo cho các bác luôn, bao gồm là một cái Thunder này, một đầu cạo râu và một tỉa lông mũi nhá, một cạo râu, một tỉa lông mũi và một cái máy Thunder như này. Đấy, một con Thunder. Thunder này thì các bác dùng đa di năng luôn, vừa để cắt tóc vừa để chấn viêm được luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái cữ bảo vệ này. Đấy. Con này các bác dùng để cắt tóc này. Đấy. Cắt tóc, cạo râu này rồi chấn viêm đều được hết nhá. Dòng này ưu điểm của nó thì nó sẽ là không ăn da cho nên các bác dùng nó rất là đã. Đấy, về nguyên con Thunder như này thì combo cho các bác luôn, chọn bộ sản phẩm như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đây các bác bật lên cái này để mình cạo râu này con này. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu nó đứt xoẹt xoẹt các bác nhá. Đấy. Khi cạo thì các bác nhấp nhả vào cho em. Đó. Lưu ý các bác thì mình phải nhấp nhả nhá, nhấp nhả để cho cái màng này nó ăn vào này. Đấy, sau đó thì các bác lại xoáy cái này ra này, xoáy cái này ra và bắt đầu mình đưa cái đầu này vào để mình dùng để mình tỉa lông mũi này. Đấy, tỉa lông mũi thì lại lắp cái đầu này vào cho em. Đó thì combo cho các bác bao gồm là 3 chức năng: cắt tóc, chấn viêm, cạo râu và tỉa lông mũi. Đấy, tỉa lông mũi thì các bác lắp cái đầu này vào để mình cắt này. Và ưu điểm của nó là lưỡi xoay bên trong cho nên khi các bác dùng không bao giờ lo bị rách nhá. Đấy, bị rách hoặc bị đứt da đứt thịt, rất là ngon lành luôn. Giá thì các bác lên cho em là Thunder A1 nhá. Thunder A1. Giá của nó sẽ là Thunder A1 này. Đó, lên cho em là Thunder này. Thunder A1 giá sẽ là 160k nhá. 160k cho con Thunder A1 như này. Đấy. Hàng thì hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện đựng trong cái hộp như này. Đó, hàng rất chất lượng cho bác luôn, 160k nhá. Đấy, lên cho em là Thunder A1 160.000. Các bác có thể dùng để vừa cắt tóc vừa cạo râu, tăng đơ chấn viêm đều ok hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động đây. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Đấy các bác nhá, lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn cảm ứng chuyển động này. Đấy thì nó sẽ là một con đuôi như này, có ốc ác các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là hai dây này, về nhà các bác đấu trực tiếp vào nguồn điện của mình, xoáy bóng vào đây cho em. Đây nó sẽ có cái mắt cảm biến này, khi có người qua thì nó sẽ tự bật tắt và nó sẽ có chế độ điều chỉnh là sáng nguyên ban ngày hoặc là nguyên ban đêm hoặc cả ngày cả đêm, hoặc là chế độ điều chỉnh là thời gian sáng 16 giây, 32 giây và 262 giây. Đó. Giá thì chỉ có 60 cành thôi, giá 60 cành các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Giá của nó sẽ là 100 đuôi đèn cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn này, đuôi đèn cảm ứng nhá, cảm ứng. Giá của nó sẽ là 160k. À xin lỗi các bác là 60k nhá. 60k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 60.000 một chiếc thôi. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá. Nước hoa sáp thì đây nó sẽ là một cái dòng nước hoa mà nó sẽ là bằng sáp thơm. Con này thì cực kỳ là thơm luôn. Thì các bác có thể dùng để mình sử dụng thường ngày, rất là tiện ích. Đấy, và nó không có cầu kỳ. Ở đây thì nó sẽ là dòng nước hoa của Pháp này. Đấy, Paris các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Nước hoa của Pháp cực kỳ là thơm luôn nhá. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. Các bác lên cho em là nước hoa sáp, giá sẽ là 60.000 cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ có bao gồm cho các bác là ba cái típ nhỏ như này, ba típ nhỏ như này, và nó sẽ là dòng sáp thơm như này, thì các bác chỉ cần lấy một ít này thôi. Sau đó thì các bác có thể thoa lên tay này. Đấy, thoa lên tay hoặc là lên vai, lên cổ đều được hết nhá. Nó rất là thơm luôn.
Và mùa này thì các bác vừa dùng để làm nước hoa, vừa dùng để dưỡng da luôn. Dưỡng da nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu lắm. Và nó sẽ có 3 mùi hương khác nhau. Đấy, 3 mùi hương khác nhau. Hàng của Pháp đây, Paris các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là nước hoa sáp nhá. Đấy, nước hoa sáp. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp nước hoa sáp như này. Đó. Lên cho em là nước hoa sáp này. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một hộp, bao gồm là 3 hộp nhỏ cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đây nó sẽ là một cái con cam đặc biệt cho các bác luôn. Bao gồm là cam này, ốc vít rồi đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm cho các bác. Đây thực ra nó chỉ là một cái con đèn thôi các bác nhá. Thực ra chỉ là một con đèn thôi. Có cảm biến nhá, chuyển động, cảm biến chuyển động. Có người đi đến thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ tắt. Và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Cho nên là các bác về nhà thì cứ thế là mình sử dụng thôi. Rất là sáng và mình không cần phải sạc chiếc gì cả, mất thời gian. Đấy các bác nhá, mất thời gian. Đó, và không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Có cả đai như này để cho các bác đưa vào. Đấy, có cả điều khiển từ xa luôn nhá. Có cả điều khiển từ xa để các bác có thể dùng để mình điều khiển, nó cũng rất là tiện. Giá thì một con cam mô hình như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là một con cam như này giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một con cam mô hình như này. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Cam mô hình này. Cam mô hình. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k một chiếc. Con này về dùng thì rất tiện ích luôn. Bắt vít lên tường như này thì các bác có thể dùng để cam này, vừa là lấy sáng này, vừa là chống trộm chống nhức đều ok hết. Giá chỉ 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cặp lồng hấp nhá. Ở đây nó sẽ là một con cặp lồng như này, bao gồm cho các bác là 2 tầng. Đấy, các bác lên cho em là cặp lồng điện. Cặp lồng điện. Đấy, nó sử dụng bằng điện 220V. Và đây thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng nhá, 2 tầng và có cho các bác là 4 cái ô inox như này. 2 tầng và 4 cái ô inox như này các bác này. Đấy, 4 ô inox như này luôn. Thì cái này thoải mái cho các bác sử dụng rồi. Đấy, không lo mình không lo bị thế này thế nọ được. Đấy, inox 304 sáng bóng rất dày dẫn nhá. Bình thường nếu các bác mua lẻ một cái ô này thôi cũng đã mất phải đi tầm khoảng là 40.000 trong cái ô như này rồi. Đấy, thế mà bên em bán một cái cặp lồng như này, cả cặp lồng, cả ô đất, cả dây nguồn dây nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Mà giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đế bằng gang như này, đấy, bằng nhôm gang như này. Thì về nhà là các bác cho nước vào đây, sau đó thì bật công tắc này lên. Đấy, bật công tắc lên và cắm trực tiếp điện 220 đây, chân cắm đây. Nó đúng như một cái nồi cơm điện luôn. Đây. Đấy. Điện 220V, dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy, và công suất của nó là 200W. Thì các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, rồi hâm nóng thức ăn rất là tiện ích. Đấy, thì lên cho em là cặp lồng điện. Giá chỉ có 180 cành thôi. Ở đây thì kèm cho các bác cáp, cắm các thứ đầy đủ luôn. Đấy, hàng thì rất là chất lượng cho các bác luôn. Về nhà các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Ví dụ các bác mang cơm đi học, đi làm, đi đến cơ quan công sở này, hoặc là các bác dùng ở trong gia đình cũng được, không có sao cả. Ví dụ mình muốn giữ nóng đồ ăn thì các bác cứ lắp vào cho em. Đấy, lắp vào cho em là mình sử dụng để mình giữ nóng đồ ăn cũng rất là ok. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, đậy vào nó rất là chắc chắn, là quay sách quay đeo như này rất tiện luôn. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 180 cành thôi. Đấy, lên cho em là cặp lồng điện này. Cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k. 180k cho em cặp lồng điện như này, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái băng keo trong nhá. Lên cho em là băng keo trong. Con này thì nó sẽ là băng dính hai mặt, các bác dùng để dán ổ điện này hoặc dán các thiết bị khác đều ok. Giá của nó sẽ là 25k cho một cuộn băng keo trong như này. 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này nhá. Đấy, bản của nó thì khoảng 2 cm và chiều dài của nó thì khoảng 5 m. Đó, lên cho em là băng keo trong. Con này thì các bác có thể dùng để dán đa chức năng được luôn, dây điện, dây điếc, các cái thiết bị đều ok hết nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Thì chuyện là có một số bạn kêu tôi lấy cái băng keo nano này để làm con này con kia đi. Ừ thì thấy cũng đơn giản á, hồi bắt đầu nhét keo này nha. Làm cũng y chang người ta gì đó, mà tới cái đấy các bác có thể dán đồ đoàn các kiểu này. Đấy rồi dán khung tranh này. Đấy, dán ổ điện này. Rất tiện ích các bác. Đấy. Rồi dán cục wifi này, rồi nói chung là dán cái gì cũng được, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có cho bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong như này. Lên cho em là băng keo trong nhá. Giá sẽ là 25.000 rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó, bên em ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bác lưu ý là kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay
đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe nhá, mài dao ba khe đấy, ba khe đỏ này đấy, lên cho em là mài dao ba khe đỏ, hàng của thương hiệu Katashiwa này, Katashiwa made in Japan nhá, Katashiwa made in Japan đó, lên cho em là mài ba khe đỏ nhá. Con này nó sẽ là dòng mài ba khe đỏ, cầm anh cái mài đầu bếp đây đấy, mài ba khe đỏ con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có 3 phần mài thô, mài mịn và mài bén. Các bác cầm tay này cho em và mài từ bên trái sang bên phải nhé. Tay trái cầm và bắt đầu mài từ bên trái sang bên phải này. 1, 2, 3, mài thô, mài mịn và mài bén như này. Đó, và giá thì sẽ là 130.000 cho một con mài dao ba khe như này nhé. Lên mã giúp cho em đó là mài dao ba khe đỏ này. Đấy, mài dao ba khe đỏ, mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130.000 nhé. 130k cho con mài ba khe đỏ như này. Đó, 130.000. Thì con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mài đầu bếp nhá. Đấy, con này thì bên em gọi nó là mài đầu bếp. Thì các cái đầu bếp của nhà hàng nó cũng dùng rất là phổ thông. Đó, và cũng độ sắc bén cũng như nhau thôi, nhưng con này thì nó mỏng hơn. Đấy, và người ta chuyên dùng để cho các cái đầu bếp ở bên Nhật người ta sử dụng. Đó. Thì con này giá chỉ có 40 cành thôi, nó sẽ nhỏ hơn nhá. Đấy, thì một dòng là dùng cho nhà hàng và một dòng là dùng gia đình, thì nó sẽ có hai dòng như này, đều là hàng của Nhật hết nhá. Đó, thì các bác lên cho em con này nó sẽ là mài đầu bếp. Đấy, nó cũng có 3 số như này. Đấy, có 3 số như này, 1, 2 và 3. Đó, thì các bác có thể mài theo số như này, 1, 2, 3 là ok. Đó, và mỗi cái thì các bác kéo đi kéo lại cho em từ 3 đến 5 lần. Đó, con này thì các cái nhà hàng người ta dùng rất nhiều, cho nên là bên em gọi nó là mài đầu bếp nhá. Giá thì sẽ là 40k thôi. Lên cho em là mài đầu bếp này, mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho cái mài đầu bếp như này, rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Các bác lên cho em là xiên hoa quả này. Ở đây nó sẽ là một cái xiên như này, một cái bộ xiên như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. Đấy, 10 chiếc xiên như này các bác này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 10 chiếc. Hàng thì bằng inox 304 của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling của Đức, hai hình người đây. Khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Khá dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con một cái bộ xiên hoa quả như này, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho bộ xiên hoa quả bao gồm cho các bác là 10 chiếc luôn. 50.000 đúng không? 50.000 cho một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 10 chiếc, thì các bác có thể dùng để mình sử dụng đồ ăn trong gia đình nhà mình, ăn hoa quả hoặc là ăn đồ chiên, đồ nướng đều được hết nhá. Nó rất là sạch sẽ. Đấy, không cần phải dùng tay. Nó mất vệ sinh. Nên mã giúp cho em đó là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả này. Xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp này 10 cái luôn. Tính ra vào chỉ có 5.000 một cái thôi. Xiên hoa quả các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này nó là cái bộ bấm móng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, bộ ba móng. Lên cho em là bộ ba móng Đức này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đấy. Đây, đấy, hai hình người đây. Và nó sẽ có cho các bác là combo bao gồm ba cái này. Đấy, ba chiếc luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Ba cái như này, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100k thôi. Tất cả đều có cái mài như này hết nhá, đều có cái mài như này hết và có cái phần xanh này để cho các bác đỡ cái móng tay khi mà mình cắt ra này. Đấy, cắt ra thì mình đỡ vào đây, rất là tiện ích luôn. Con này thì nó chuyên để cắt khóe nhá. Đấy, các cái khóe tay khóe chân nó khó luôn và thì các bác dùng cái này chưa. Đấy, để mình đưa vào các cái khóe như này. Đó, đưa vào cái khóe này rất là tiện luôn. Đó, thì nó sẽ có 3 mã cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là bấm móng nhỏ này, đấy, bấm khóe và bấm móng to. Đấy, ba sản phẩm như này và giá chỉ 100.000 thôi. Đấy, tính ra các bác mua chỉ mất hơn 30.000 cho một cái bấm móng như này mà đựng trong cái hộp rất là xịn sò, thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà được. Đấy, hàng của Đức các bác biết rồi. Đó, rất là ngon luôn. Thì lên cho em là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ ba móng Đức như này, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác kia bộ 5 đĩa tròn nhá. Đấy. Cũng hàng của thương hiệu Winling của Đức luôn, hai hình người đây, hai hình người đây con này. Đấy. Bộ 5 đĩa tròn
giá sẽ là 120.000 cho một cái bộ 5 đĩa như này. Đấy. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đây. Đấy, 5 cái đĩa như này. Bao gồm cho các bác là cái to nhất thì nó vào khoảng là 24 cm. To nhất vào khoảng là 24-25 cm nhá. Đấy, và cái nhỏ nhất thì cũng khoảng 15-16 cm. Đấy, rất là to như này. Bao gồm là 1 2 3 4 5, 5 cái đĩa như này các bác này. 5 cái đĩa rất là đẹp. Khá là dày dẫn luôn. Rất là dày dẫn nhá. Thì các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín, đựng hoa quả rồi chế biến lẩu liếc. Đấy, các món ăn rất là ok. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Giá chỉ có 120.000 thôi. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này. Đó, giá khá là hợp lý cho anh em các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái các bác. Các bác lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem nhá. Cái bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là cả lưỡi kem luôn. Đấy. Cả lưỡi cả kem như này các bác. Đấy, cả lưỡi cả kem như này. Đấy, thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, lưỡi sẽ có cho các bác vào khoảng là 30 đến 35 lưỡi, hàng tùy theo lô, có lô 30, có lô 35 nhá. Đấy. Và một bàn cạo này. Đấy. Một bàn cạo và một lọ kem. Đó, một bàn cạo, một lọ kem như này thì về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Và giá sẽ là 60.000 các bạn, 60.000. Đấy. Về nhà thì các bác lấy lưỡi ra cho em. Đấy. Đây là cái vỉ lưỡi này, về nhà các bác bóc ra, sau đó thì mình lấy lưỡi ra mình lắp vào bàn là xong. Đó. Và lắp thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, các bác để ý một chút là lắp được thôi. Đây, các bác nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lưỡi kép như này các bác này. Đấy, hai lưỡi kép sáng bóng đẹp chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ bao gồm là cả kem cả lưỡi như này mà 30 lưỡi thì tính ra các bác mua chỉ có mất 2.000 một lưỡi thôi. Tính ra và chỉ có 2.000 một lưỡi thôi. 32 là 6. Đấy, mua mất có 2.000 một lưỡi, còn lại là các bác lời không cả một cái bàn cạo với một lọ kem như này nhá. Đấy, một bàn cạo một lọ kem như này nữa. Thì các bác lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá chỉ có cho các bác là bộ lưỡi kem này giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. 60.000, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k. Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhé. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhé. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhé. 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhé. Loa chữ G này. Loa chữ G giá của nó sẽ là 260k. Và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái
Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài, con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đàm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài. Giá của nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270k nhá. 270k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra, test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì
đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung vước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung vước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món con này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa cho nó hoan hỉ các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Thì hàng này thì nó sẽ là một cái hàng rất là phổ thông. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có đèn báo này, có đèn báo có 3 chân USB và có 6 ổ cắm liên tục luôn, 6 ổ cắm và có những cái dòng chân khó là đều cắm được hết nhá. Các cái dòng chân càng như này, chân 3-4 chân như này đều cắm được hết. Dây dài khoảng 1 mét và giá thì chỉ có cho các bác là 55k thôi. 55k. Lên cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Giá của nó sẽ là 55.000 cho một cái ổ điện xanh như này. Thứ nhất là có công tắc đóng ngắt này, thứ hai là có 3 chân USB này, có đèn báo sáng này. Và bên trong của nó đều là bằng đồng hết nhá, kết nối là bằng đồng hết, rất là ngon lành cho bác luôn. Dây dài khoảng là 1 mét, giá thì sẽ là 55.000, lên mã cho em là ổ xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu dây sạc này. Đó thì nó sẽ có cho các bác là một cái loại là sạc béo và một loại là sạc gầy. Đây. Con này thì sẽ là sạc béo nhá, sạc béo này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. 50.000 cho một con sạc béo như này. Đấy 50k nhá, 50k một chiếc. Dây dài khoảng là từ 80 đến 1 mét nhá, từ 80 đến 1 mét. Đầu dây sạc này thì nó sẽ có đèn báo nhá, có đèn báo cho các bác luôn. Đó, đây nó sẽ có cái đèn báo đỏ ở đây các bác này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Còn cái này thì các bác lên cho em là sạc gầy nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là sạc gầy này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một chiếc này. 30.000 một chiếc. Đấy thì nó sẽ là nhỏ hơn. Và con sạc gầy này bằng dây dù và con này thì nó sẽ là bằng dây dạng như là nó sẽ là dây cao su nhá, dây cao su non và có chống rối và chống đứt cho các bác luôn. Đầu điếc của nó rất là chắc và
Sợi của nó thì rất là to và sạc cực kỳ là nhanh luôn. Đó. Hai con này thì chiều dài khoảng bằng nhau, khoảng từ 80 đến 1 mét nhá, từ 80 đến 1 mét. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con sạc gầy này là 30.000 và sạc béo này là 50.000. Đấy, mỗi con đều có 3 đầu, các bác có thể cắm là Samsung này, iPhone và Type-C đều được hết nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái đốc sạc kèm pin nhá, đốc sạc kèm pin. Đấy, con này thì nó sẽ là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Con này thì nó chỉ sạc được cái dòng pin là bằng pin đồng hồ thôi, còn nó phải là cái dòng pin chuyên dụng này mới sạc được. Chứ còn các bác cho pin đồng hồ vào nó không sạc được đâu. Đấy, nhưng mà pin của nó thì nó sẽ là bằng kích thước của pin đồng hồ. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 nhá. Đấy. 65.000 bao gồm là cả đốc sạc và 4 viên pin như này. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá. Đốc sạc này. Đó, sạc pin đồng hồ. Pin đồng hồ giá sẽ là 65k. Ngoài sạc pin đồng hồ thì các bác có thể con này thì có thể là các bác có thể lắp pin này vào trong cái mic dây nhá. À, mic karaoke mà mic không dây ấy, là nó sẽ sử dụng cái pin này là ok hết luôn. Giá sẽ là 65.000 và bên em bán combo chứ không có bán lẻ nhé, không có bán lẻ pin đâu. Đấy, nên các bác muốn mua thì sẽ là mua combo cả đốc cả pin luôn là 65.000. Đấy, cả đốc cả pin là 65.000 các bác nhá. Đó. Lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ, giá sẽ là 65k cho một combo như này, không có bán rời các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kìm vàng nhá. Kìm vàng đa năng, con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá, hàng Nhật xuất sang Mỹ. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng đa di năng. Ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là tuốt dây này. Đấy, tuốt dây, cắt dây, bấm cốt và xoắn dây rồi vặn dây, vặn ốc đầy đủ cho bác luôn. Combo cho bác như này. Hàng của nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ đây các bác này. Đấy, USA nhá. Đây, USA các bác này. Đấy, hàng Nhật xuất Mỹ. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là kìm vàng nhá. Kìm vàng, giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi. 130.000 cho một cái mã kìm vàng như này. Đấy, 130.000 cho cái mã kìm vàng như này nhá. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá thì khá là hợp lý rồi. Con này thì dùng cũng rất là ok thôi. Các bác có thể dùng để mình làm nghề làm thợ sửa chữa điện đóm rồi làm sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. 130.000 một chiếc, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tô vít xanh nhá. Tô vít xanh, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Combo của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái tô vít như này, một tay công nhá. Một tay công và 30 đầu vít nữa. Đấy, một tay công và 30 đầu vít nữa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k trong cái vít xanh như này. Đấy. Một tay nối dài này, một tay vít này, đấy, một tay vít như này. Cái này thì các bác có thể điều chỉnh dài ngắn tùy theo nhá. Và có 30 đầu vít luôn thì các bác theo hồ thoải mái mình lựa chọn các cái đầu vít phù hợp để mình sử dụng nhá. Giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể lắp đầu vào đây cũng được này. Đấy, để mình xoáy để sử dụng này. Đấy. Ưu điểm của con này thì nó rất là nhiều đầu vít, nó có tới 30 đầu. Thì các bác có thể về mình để sửa chữa lặt vặt này, máy tính, điện thoại rồi máy tính bảng rồi các cái chi tiết khác đều ok hết nhá. 30 đầu vít như này và giá thì chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là vít xanh nhá, vít xanh này. Giá của nó sẽ là 40k cho một em vít xanh như này, 40.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa này. Con này thì nó có thể xoắn tròn vào như này được này, rất là tiện ích này. Đấy, chiều dài của nó sẽ là 2,5m. Đấy, chiều dài 2m các bác nhá. 2m nhân với 6mm, 2m nhân 6mm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình đeo vào móc khóa như này, vừa trang trí vừa là làm thợ làm nghề. Các bác nào làm thợ làm nghề cần phải sử dụng cái đến mực thước thường xuyên thì dùng con này cho em. Đó, ưu điểm của con này thì nó sẽ là bằng thép nhá và có thể xoắn tròn như này được thì mình dùng cực kỳ là ok luôn. Đó, và giá thì chỉ có 50k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá, thước móc khóa này. Đấy, lên cho em là thước móc khóa. Thước móc khóa giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái thước móc khóa như này. Đó. Tiếp theo thì hiện nay bên shop về cho các bác một cái dòng nữa đó là tô vít vạn năng nhá. Đấy, lên cho em là tô vít vạn năng. Đây nó sẽ là một con tô vít có đèn nhá. Đấy, các bác lên cho em tô vít vạn năng hoặc tô vít có đèn cũng được. Đấy. Đây thì nó sẽ có cái lỗ lắp pin ở đây, về nhà các bác lắp cho em một cái đẩy cái này ra này, lắp cho em một cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy là ok. Đó, thì các bác có thể dùng đèn thì dùng mà không dùng thì thôi. Đấy là cái chức năng thêm. Còn ngoài ra của nó thì nó sẽ có cho các bác là 8 cái đầu vít này. 8 đầu vít thì con này dùng rất là sướng và tiện. Đấy, các bác chỉ cần mở đầu ra là mình dùng thôi. Nó rất tiện. Mình không cần phải mất công là lấy nhiều tô vít nữa. Mà ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái dẹt và 4 cái tròn. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vít mà nó sẽ có cho các bác là cái vít nhỏ như này, cái vít nhỏ ti như này.
đấy, để các bác sửa và sửa chữa vào cái những cái đầu đồ nhỏ cũng rất là ok, thì nó rất là tiện ích. Đấy, nó sẽ là 8 trong 1 như này luôn, 8 trong 1 như này, nó rất là tiện. Thì về nhà các bác chỉ việc là bật cho cái nào mình dùng ở đây thôi, dẹt có, tròn có nhá, nó rất là tiện. Mình không cần phải đi lấy nhiều tô vít, nó mất công. Đấy, lên cho em là tô vít có đèn, tô vít có đèn, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy, tô vít đèn này, đấy, lên cho em là tô vít đèn, giá sẽ là 80k. Tô vít đèn này, đấy, tô vít đèn, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k cho một chiếc tô vít đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái... các bác lên mã giúp cho em đó là ổ vàng nhá, ổ vàng. Đấy, bật lên cái quạt tí. Cái ổ vàng như này. Con này thì giá sẽ là 45k. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao su mềm nhá, cao su mềm dạng như là cao su chống va đập đấy. Đấy. Các bác đập phá thoải mái nhá, dùng để chiến công trình hoặc là nói chung là xe cán qua cũng ok luôn. Đấy, và bên trong của nó thì nó sẽ là bằng đồng hết nhá. Và nó sẽ có cho các bác là một chân, hai chân, ba chân, bốn chân, năm chân cắm này, năm chân cắm tất cả. Về nhà xoáy cho em cái ốc này ra, sau đó thì các bác kết nối nguồn điện cho em. Kết nối dây điện vào đây. Đấy, 16A 250V, hàng của Nhật nhá. Các bác lên cho em là ổ vàng nhá. Ổ vàng giá của nó sẽ là 45.000, ổ vàng này. Giá của nó sẽ là 45k một chiếc nhá. 45k cho một chiếc ổ vàng như này, 45.000 cho một chiếc ổ vàng như này. Con này thì cũng khá là tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt thường ngày thôi. Đấy, mình đấu dây vào kết nối bóng đèn hoặc là dùng để ăn lẩu ăn nước cũng rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nó sẽ là một cái phao nước cực kỳ là tiện ích để cho các bác có thể mình sử dụng để mình làm cái phao ngắt nước. Các bác bỏ cái phao cơ truyền thống mà cái phao bằng cái quả tròn đi, dùng nó rất là bất tiện mà nó hay bị mắc nhá. Đấy, còn cái phao này thì rất tiện luôn. Về nhà thì các bác kết nối nguồn nước vào đây cho em này, có cái lưới lọc này, kết nối nguồn nước vào đây, còn cái này là đầu xả ra này, xả ra đây, nguồn vào đây đó. Và khi mà nước nó nâng lên chừng khoảng là 1 cm, ngập cái phao này 1 cm thì nó sẽ tự ngắt, nó rất là tiện. Có cho các bác cả cao su non luôn, cả cao su non này các bác về các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Lên cho em là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. Đó, phao nước này, lên cho em là phao nước, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho các con phao nước như này, rất tiện ích cho các bác và giá rất là tốt luôn. Phao nước 70k các bác này, nên hoàn toàn không tốn điện. Nó phù hợp để gắn vào bồn nước, bồn cầu nhà vệ sinh hoặc là thùng nước để rửa chén. Một cái phao nước thông minh mà không phải ai cũng biết. Khi nước chậm, anh mua cho em cái là sử dụng voucher. Một cái phao nước thông minh mà không phải bạn nào cũng biết. Cái này rất là nhỏ gọn, có thay thế được cho cái phao cơ loại truyền thống. Ở trên nó có một tấm lưới chắn rác, thì cái này nó cũng có hai loại gai 27 và 21. Bên trong cũng rất đơn giản, có một cái phao màu xanh và một cái lẫy. Cái này mình thấy ứng dụng rất là nhiều chỗ, ví dụ như là bỏ nguồn nước hay là bỏ ra mấy cái nước bồn cầu, rất là nhiều chỗ luôn. Còn về độ bền nó rất là chuẩn. Nhà mình dùng cái này cũng khoảng 3 năm rồi, thấy vô tư, không có vấn đề gì. Nó rất là ngon lành thôi nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 cho cái phao nước này thôi. Bên trong là phao nước, giá sẽ là 70.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ ví xanh này. Đây là một cái bộ ví đa di năng luôn, rất là nhiều chi tiết ở bên trong. Đấy, có cả mài gót chân, cả nặn mụn, cả làm móng, làm miếc, làm neo đầy đủ cho các bác luôn. Nguyên móng của nó là nguyên cái bấm móng là nó sẽ có 4 chiếc nhá. 1 2 3, 4 cái bấm móng cho bác luôn này. Đấy, thứ nhất là có cho các bác là 4 cái bấm móng này, một cái bộ nạo gót chân này. Đấy, một cái bấm móng cực kỳ to khổng lồ luôn. Đó, đây combo cho các bác như này. Một cái bộ bấm móng đa di năng như này nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn, có lấy dây tai nặn mụn này, rồi đầy đủ cho các bác luôn nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Có cả nạo gót chân có chiếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đây, nạo gót chân đây. Đấy, đầy đủ luôn. Nạo mài rồi kìm kéo rồi nhíp nhổ lông rồi kéo cắt tỉa lông mũi đa di năng luôn. Một cái bộ combo như này, bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là... Các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Nó màu xanh như này, lên cho em là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100 cành nhá. 100k cho một em ví xanh như này. Đa di năng và tiện ích cho các bác luôn. Ví xanh 100.000. Đấy nha, em sẽ lên cho anh em cái con đèn pin cảnh sát hai đầu anh em này. Đó, đèn pin. Anh em lên cho em là đèn hai đầu. Con này thì nó sẽ là hàng... của Nhật, made in Japan anh em này. Đó, made in Japan. Đó. Độ dọi xa của nó thì từ 800 đến 1200 m, và nó là hàng hai đầu như này. Hai đầu. Đấy, có quai cầm anh em nhé, có quai cầm. Có quai cầm như này, và hàng của nó thì nó sẽ là hàng bọc cao su hết nhá, bọc cao su hết. Đấy, cho nên anh em dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy. Hai đầu của nó bọc cao su non hết, cho nên anh em dùng thoải mái luôn, và đèn của nó khá là sáng nhá. Đấy, đèn rất là sáng luôn. Có báo pin và có quai cầm như này, và có cho anh em cái phần
có cho anh em cái phần để anh em có thể sạc trực tiếp luôn nhá, sạc trực tiếp luôn. Đó, sạc trực tiếp ở đây luôn này. Đấy. Sạc trực tiếp ở đây và anh em cũng có thể sạc ra cho điện thoại được luôn nhá. Đấy, đây là một cổng sạc vào và một cổng sạc ra. Rất là ok cho anh em. Đó, đây. Đấy, và đèn rất là sáng anh em nhá. Độ rọi của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó, có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo các thứ đây. Em sẽ test cho anh em xem luôn, rất ok anh em nhá. Đó. Đây nha, này em sẽ test cho anh em các bác cái con đèn hai đầu của bên em nhá. Đó, đây. Pha của nó này anh em này. Đấy, anh em thấy cái điểm rọi của nó khủng khiếp chưa? Đây. Đấy, anh em trông kinh khủng chưa? Đó, đây nhá. Em rọi nhá, rọi dưới đất nhá. Đó, tiếp theo là rọi xa hơn này anh em này. Đó, anh em thấy cái điểm sáng của nó khiếp không? Con này nó sẽ rọi xa được cho anh em là từ 600 đến 1200 mét anh em nhá. Đấy, anh em trông cái ngọn cây chưa? Rất khủng khiếp luôn nhá. Từ 600 đến 1200 mét luôn. Con này thì rọi siêu xa luôn anh em này. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, rọi cái cửa này rõ ràng luôn nhá. Đó, rất sáng luôn. Đấy, và nó sẽ có cho anh em là một cái đèn pha bên hông nữa nha. Đấy. Một cái con đèn pha bên hông này, con này cũng rất sáng này anh em nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là một cái pha bên hông rất là sáng này. Đấy, có quai cầm như này, có báo pin nhá, có báo pin cho anh em luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái con đèn pha gần bên này nữa này. Đấy, một con pha gần này nữa này. Đấy, con này nó sẽ là con pha gần anh em này. Đó, đây là con pha gần này. Đó, rất sáng luôn anh em nhá. Đó, con này thì rất tuyệt vời luôn, siêu sáng. Siêu sáng cho anh em luôn. Đó, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng nhá. Đó, đây. Đấy, và nó sẽ có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo cho anh em nhé, nhấp nháy cảnh báo luôn. Đó, và đây là cái pha của nó anh em này. Đấy, đây, dọi gần anh em này, dọi gần thì rất là sáng rồi. Đấy, dọi gần thì rất là sáng rồi. Đây, dọi xa cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây, dọi xa này, rất xa luôn anh em nhé. Con này độ dọi của nó rất khủng khiếp luôn. Đấy, ngọn cây, ngọn kiếc anh em trông, những cái ngọn cây như này mà nó vẫn bắt được anh em này. Đấy, rất xa luôn. Đấy, độ dọi sáng của nó khỏi bàn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em 260.000 nhá, 260.000 cho một con đèn như này. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ anh em nhá. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đèn nữa, đó là cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Đây, con đèn pin cảnh sát Nhật anh em này. Đấy. Con này thì nó cũng khá là nhiều chức năng luôn và pha của nó thì cũng khá là rọi luôn anh em nhá. Nhưng mà độ sáng thì nó không thể bằng cái con hai đầu kia được. Con hai đầu thì siêu sáng rồi. Còn con này thì độ sáng của nó là vừa phải thôi anh em nhá. Đó, độ sáng của nó là vừa phải thôi. Đấy, con này thì nó sẽ nhiều chức năng hơn một chút và nó sẽ pha của nó cũng khá là giỏi luôn anh em này. Đấy, con này thì như này cũng là tương đối rồi anh em nhé, tại vì nó là dòng đèn nhỏ mà nó không như con kia được. Đấy. Đấy, cũng có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có nhấp nháy cảnh báo cho anh em luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái đèn bên hông này. Đấy, có anh em một con đèn bên hông như này thì con này anh em dùng để trực tiếp này, hoặc là treo lên, hoặc là ăn cơm ăn nước anh em dùng con này cũng khá là ok luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo này. Đó, đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo như này thì rất là tiện anh em nhé. Đó, và nó sẽ có cho anh em là các cái chức năng như vậy. Đấy, và anh em có thể dùng đèn trắng này. Đấy, đèn đỏ này, hoặc là anh em chuyển về đèn trước, giữ ly thì nó sẽ chuyển về trước cho anh em. Đó, rất tiện ích luôn anh em nhé. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em con đèn pin cảnh sát Nhật nhé. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn rất là tuyệt vời cho anh em luôn. Đây. Đấy, lên cho anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, Police Made in Japan. Độ rọi xa thì từ 600 đến 1000 mét anh em nhá. Đó, đây. Và rất là đẹp luôn anh em này. Đấy. Đầu tiên thì sẽ là chức năng phá kính này. Đấy, có chức năng phá kính này. Đấy, bên này thì sẽ là cắt dây này và bên này có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít nhá. Có la bàn cho anh em. Đây, có la bàn nhá. Và có cả còi hú luôn anh em nhá. Có cả còi hú luôn đây. Đấy, còi hú luôn. Đấy, la bàn, còi hú, các thứ đầy đủ. Con này thì khá là nhiều chức năng cho anh em. Và có cả tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đèn của nó thì rọi rất là rọi luôn anh em này. Pha của nó rất là rọi luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là những cái pha bên trên này anh em dùng rất là tiện này. Có nhấp nháy cảnh báo SOS cho anh em luôn. Đầy đủ các chức năng. Giá thì cực kỳ tốt cho anh em luôn. Con này thì anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Giá của nó sẽ là con này giá của nó sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Còn con hai đầu này thì sẽ là 260.000 anh em nhé. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô, đó là cái chổi lau nhà. Thì bên em có hai mẫu nhá. Đấy. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, và đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác lưu ý cộng cho em thêm 30.000 ship đấy nhá. Đấy. Đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chổi
chổi chữ nhật nhé. Đấy, chổi chữ nhật thì nó sẽ là một con chổi như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, lau dọn nhà cửa, vệ sinh nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái miếng mút như này nhá. Đấy, có một cái miếng mút như này. Về nhà thì các bác lắp vào cái chổi cho em, lắp vào cái chổi này cho em. Sau đó thì mình dùng mình vắt, mình lau chùi nhá. Nó rất là tiện ích. Cái này thì các bác chỉ cần gạt qua cái phần này thôi. Gạt qua cái phần này thôi là nó sẽ sạch nước cho các bác luôn. Thì các bác không cần phải dùng tay nhá. Và cái tiết diện của nó khá là rộng thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, và các bác lắp vào thì chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1 mét 2 mét 3 thì nó rất là tiện thì các bác sử dụng luôn. Thì con này nó hình chữ nhật cho nên là bên em sẽ lên nó là chổi chữ nhật và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một em chổi chữ nhật như này. Khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k nhá. Đấy, chổi chữ nhật giá sẽ là 80.000. Còn ngoài ra thì bên shop có cho bác một cái mẫu chổi. Các bác này khi nó dùng thì nó rất là tiện ích nhá. Nó có thể xoay 360 độ như này. Và khi các bác dùng thì mình chỉ cần là đấy, xoay này rất là tiện này. Và khi các bác dùng thì mình chỉ cần gạt đi cho em là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Và nó sẽ là dòng tự vắt như này các bác này. Đấy, kéo lên này nó sẽ tự vắt như này cho các bác. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 80k thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác nhá. Đấy, thì nó cũng là một con chổi lau nhà như này. Và cũng lắp vào thì nó cũng dài khoảng là 1m2m3 và nó cũng tự vắt luôn nhá. Tự vắt luôn thì nó rất là tiện. Con này thì sẽ là 100.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con em chổi tam giác như này. Thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu chổi chữ nhật, hai là mẫu chổi tam giác. Đây em sẽ có cho các bác xem cái mẫu chổi tam giác này. Đây cái chổi tam giác thì nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, nó cũng xoay 360 độ, các bác có thể lau ở trên trần này, trên tường này, rồi các cái ngóc ngách đều được hết nhá. Và nó sẽ tự vắt rất là tiện. Các bác chỉ cần kéo phát là nó sẽ vắt kiệt hết luôn. Đó. Đấy, kéo phát là vắt kiệt hết luôn nhá. Rất tiện ích luôn. Giá thì đấy, khi vắt thì nó sẽ xoắn vào như này các bác này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái chổi tự vắt này thôi, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc áp quy nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái mẫu sạc 12-24. Thì con này đều sạc được cả bình 12 cả bình 24 luôn. Và giá sẽ là 290.000. 290.000 cho con sạc 12-24 như này nhá. 290k. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì thứ nhất là các bác có thể là chống đảo chiều này. Tức là các bác đấu âm dương đều được hết nhá. Đấy, khi đấu âm dương thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Thứ hai là khử sun phát này, rồi các bác có thể sục bình này, nói chung là đa di năng các kiểu luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đấy, thì sạc này sẽ là sạc 12-24 nhá. Lên cho em là sạc 12-24, giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con sạc 12-24 như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con sạc nguyên 12V thôi. Con này sạc nguyên 12V thì cái giá nó sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Chức năng và thương hiệu thì đều như nhau, cùng một hãng cả. Và hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đây, xuất đi Anh này, đó, đi Đức này, đây, Đức này, Germany này. Đấy, rồi xuất đi Tây Ban Nha này. Đấy, rồi Pháp này, đấy, xuất đi Pháp này. Nói chung là xuất đi rất là nhiều nước luôn, các nước châu Âu nhá, Anh, Pháp, Mỹ nhá. Và giá thì con này nó sẽ là, các bác lên cho em là sạc 12 nhá. Con này thì nó sẽ sạc được bình 12V. Sạc 12, giá sẽ là 190k. Đó, 190.000. Thì con này sạc nguyên bình 12 thôi. Con này sẽ là sạc nguyên bình 12V. Đấy, cũng có cho các bác các chức năng là khử sun phát này, chống đảo chiều, rồi làm trẻ hóa bình thôi nhá. Đó. Và con này thì nó sẽ là sạc 12-24. Giá của nó sẽ là 290.000. Đó. Tiếp theo thì nay tôi xúc về cho bác sản phẩm đó là cái tăng đơ hộp nhá. Tăng đơ hộp thì nó sẽ là một con tăng đơ như này. Hàng này của nó thì cũng xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đây, Anh này, Thổ Nhĩ Kỳ này, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha này, đó. Rồi Ả Rập này, rất nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái tăng đơ hộp như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một tăng đơ bằng đồng rất là đẹp như này. Đấy, thiết kế cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, rồng phượng rất là đẹp này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, con này ưu điểm của nó thì nó sẽ là chống ăn tay nhá, chống ăn da, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích, cầm cực kỳ chắc chắn đàm tay, một lần sạc pin các bác có thể cắt đến 10 20 lần thoải mái luôn. Đây. Đấy, ưu điểm của con này khi các bác dùng này, ngoáy ngó này, đấy, cắt chặt thoải mái luôn, không bao giờ sợ bị ăn tay nhá. Đấy, thì rất là bền bỉ và chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi.
Ngoài ra thì có kèm cho các bác là một đốc sạc và 4 cữ như này, một đốc sạc và 4 cữ như này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đấy, và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Giá quá là sốc luôn các nhá, quá sốc luôn. 100k cho một cái tăng đơ như này. Đấy, giá khá là hợp lý cho các bác rồi. Lên mã giúp cho em đó là tông đơ hộp nhá, tông đơ hộp. Đấy, tông đơ hộp này. Tông đơ hộp giá sẽ là 100k nhá, 100k cho cái tăng đơ trong hộp như này. 100.000 chiếc thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó thì bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, một hộp này 6 viên thì các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng trực tiếp về nhà, các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em nhá. Đấy, và nó sẽ là dòng của Đức các bạn. Đấy, bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Thì khi các bác sử dụng thì mình lấy ra mình bỏ vào cốc bia, cốc nước ngọt mình uống. Đó, và nó rất là tiện ích, các bác sẽ giữ được nguyên cái vị của nước ngọt nhá. Giữ được nguyên vị của nước ngọt luôn, nó sẽ không bị mất mùi, mất hương, mất vị. Thì các bác dùng nó rất là sướng. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000. Đấy, và bao gồm cho các bác là 6 viên một cái gắp như này, về nhà các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông cho em. Khi nào uống bia, uống rượu hoặc là uống nước ngọt thì các bác lấy ra mình uống cho em, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. À, cho các bác là đuôi cảm ứng. Có đầy đủ cho các bác ốc ác rồi các cái phụ kiện đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái đuôi cảm ứng như này thôi. Lên cho em là đuôi cảm ứng chuyển động nhá. Đấy, có người đi đến thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tắt. Và giá thì chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một cái đuôi như này. Thì con này cũng rất là tiện ích luôn và các bác dùng đa di năng các chỗ được. Đấy, chỗ nào mà các bác muốn sử dụng mà khi mình đi đến thì nó sáng và đi qua thì nó sẽ tắt thì nó rất là tiện ích. Lên cho em là đuôi cảm ứng nhá, đuôi cảm ứng. Giá chỉ có 60.000 thôi, đuôi cảm ứng này. Đuôi cảm ứng, giá của nó sẽ là 60k cho một em nhá. Đấy, các bác về các bác chỉ cần xoáy bóng vào, đấu điện sau đó xoáy bóng vào cho em. Có người đi đến thì sáng và người đi qua nó sẽ tắt, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái miếng dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Thì đây nó sẽ là sự kết hợp của ngải cứu này và rất là nhiều các loại thảo mộc khác nhau. Đó, thì sẽ combo cho bác bao gồm là 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà các bác bóc ra sau đó thì mình dán lên các cái gan bàn chân cho em để giúp cho các bác để qua đêm và nó sẽ thải độc cái gan bàn chân này rất là tốt. Giá thì chỉ có 40.000 thôi, bằng một bát phở mà các bác dùng được tới hai chân là tới 25 lần nhé, 25 lần 50 miếng mà. Đấy, lên cho em là thải độc chân nhá. Thải độc chân này, đó. Thải độc chân giá của nó sẽ là 40k trên một hộp nhá. 40.000 cho một hộp thải độc chân như này, rất tiện ích luôn. Chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, đây chính là miếng dán thải độc chân nhá. Giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một miếng thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn hắt nhá, đèn hắt. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn hắt và nó sẽ có cho các bác là đổi màu nhá, đổi màu đó, đổi màu mà nó sẽ là lên cho các bác là 3 màu như này. Đấy, thì khi các bác cắm vào này nó rất là tiện ích luôn đó. Và về nhà khi các bác dùng thì các bác bỏ cho em cái dây màu vàng này đi này, để cho em cái dây màu đen này. Đấy, và nó sẽ là như này. Đấy, và sẽ có cho các bác là 3 màu rất là đẹp luôn đó. Đây, về nhà thì các bác đấu nguồn điện và cho em bỏ cái dây vàng ra nhá, bỏ cái dây vàng ra đó, đây các bác này. Đấy, về nhà các bác ốp lên tường cho em rất đẹp luôn đó. Đấy, bắt vít ốp lên tường cho em rất là đẹp nhá. Đấy, và con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim đấy, bằng hợp kim chứ không phải bằng nhựa đâu, rất là đẹp luôn, màu sắc rất là đẹp. Thì các bác có thể dùng để ép lên cột này, đấy, cổng này hoặc là tường này, rất là tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một con đèn hắt như này thôi. Lên cho em là đèn hắt nhá, giá sẽ là 140k. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là đèn hắt này, đó. Đèn hắt giá sẽ là 140k. Bên em sẽ có cho các bác là hai màu.
màu vàng và 7 màu như này nhá, màu vàng và 7 màu như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dầu gội đầu clear nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu là màu xanh, một mẫu là màu trắng này. Đấy. Dầu gội đầu clear. Đó, màu xanh và màu trắng như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là hơn 450 ml nhá, 450 ml. Đó. Và hàng này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan, của thương hiệu Unilever nhá, Unilever. Đó, Unilever. Đấy, hàng thương hiệu clear. Đó, có màu xanh và màu trắng, hai màu nam nữ đều dùng được cả. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Lên cho em là dầu gội đầu clear, giá của nó sẽ là 90k cho một lọ dầu gội đầu clear như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này và có cho các bác là ba cữ như này luôn, ba cữ để các bác kết nối các cái đầu vòi. Đấy, và nó sẽ là bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác là sử dụng nó rất là tiện ích và tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình xịt rửa rồi tưới cây, rất là tiện, tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy, và đây các bác kết nối các cái nguồn dây như này. Các nguồn dây này cho em này. Đó. Đều ok hết. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là một đầu vòi và ba cái cữ như này, thì ba cái cút nối như này thì khá là tiện ích luôn. Đấy, rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi này. Đấy, tẩy xoong nồi bát đĩa hoặc là tẩy vành bánh ô tô đều ok hết nhá. Đây, xoong nồi bát đĩa vành bánh ô tô này. Đấy. Đây các bác, về nhà thì các bác mở ra thì nó sẽ là một cái dòng mà bên trong của nó thì nó sẽ là cái bột màu trắng như này nhá, bột màu trắng như này. Các bác làm ướt đi, sau đó thì các bác bôi lên cho em và mình đánh xoong nồi rất là sạch luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25k đó, 25k. Lên mã giúp cho em đó là tẩy xanh, giá sẽ là 25.000 đây các bác này. Mọi người cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy, cái kem tẩy xong. Đấy, 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái điện thoại Nokia. Đấy, dòng điện thoại một sim. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Bao gồm cho bác là một điện thoại này, một điện thoại, một viên pin và một cái sạc. Hàng mới nguyên đai nguyên kiện nhá. Mới nguyên đai nguyên kiện như này. Combo cho các bác là 3 món. 3 món cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho 3 món như này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Bao gồm cho các bác cái điện thoại Nokia rất là ngon, hàng mới tinh. Điện thoại Nokia 1280. Về nhà các bác sử dụng thì mình nghe gọi rất là tuyệt vời luôn nhá. Điện thoại Nokia 1 sim nhá, 1 sim. Giá sẽ là 150k thôi. 150k cho cái điện thoại 1 sim như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips nhá. Đấy. Hàng thương hiệu Philips đây. Đấy. Sấy tóc hàng thương hiệu Philips. Con này thì công suất của nó sẽ là 3000W nhá, 3000W, sử dụng điện 220V, giá chỉ có 130.000 thôi. Con này thì nóng cực kỳ nhanh luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Và cái giá thì cực kỳ là tốt cho các bác nhá, giá rất là tốt cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng thì cực kỳ là ok nhá. Đấy, nhanh mạnh khỏe. Đấy, nóng nhanh, dùng rất là thích. Con này thì chỉ có nóng thôi nhá, nóng với gió thôi chứ không có lạnh đâu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, hàng không hề có lỗi lầm gì nhá. Lên cho em là sấy tóc nhá. Đấy. Sấy tóc của Philips giá sẽ là 130.000. Đấy nhá, em sẽ lên cho anh em cái con đèn pin cảnh sát hai đầu anh em này. Đó, đèn pin anh em lên cho em là đèn hai đầu. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan anh em này. Đó, made in Japan. Đó. Độ dọi xa của nó thì từ 800 đến 1200 m và nó là hàng hai đầu như này. Hai đầu.
Đấy, có quai cầm anh em nhé, có quai cầm như này, và hàng của nó thì nó sẽ là hàng bọc cao su hết nhé, bọc cao su hết. Đấy, cho nên anh em dùng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, hai đầu của nó bọc cao su non hết, cho nên anh em dùng thoải mái luôn, và đèn của nó khá là sáng nhé. Đấy, đèn rất là sáng luôn, có báo pin và có quai cầm như này, và có cho anh em cái phần để anh em có thể sạc trực tiếp luôn nhé, sạc trực tiếp luôn. Đó, sạc trực tiếp ở đây luôn này. Đấy, sạc trực tiếp ở đây, và anh em cũng có thể sạc ra cho điện thoại được luôn nhé. Đấy, đây là một cổng sạc vào và một cổng sạc ra, rất là ok cho anh em. Đó, đây. Đấy, và đèn rất là sáng anh em nhé, độ rọi của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó, có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo các thứ đây, em sẽ test cho anh em xem luôn, rất ok anh em nhé. Đó, đây nha, này em sẽ test cho anh em các bác cái con đèn hai đầu bên em nhé. Đó, đây pha của nó này anh em này. Đấy, anh em thấy cái điểm rọi của nó khủng khiếp chưa? Đây. Đấy, anh em trông kinh khủng chưa? Đó, đây nhá, em rọi nhá, rọi dưới đất nhá. Đó, tiếp theo là rọi xa hơn này anh em này. Đó, anh em thấy cái điểm sáng của nó khiếp không? Con này nó sẽ rọi xa được cho anh em là từ 600 đến 1200 mét anh em nhá. Đấy, anh em trông cái ngọn cây chưa? Rất khủng khiếp luôn nhá. Từ 600 đến 1200 mét luôn. Con này thì rọi siêu xa luôn anh em này. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, rọi cái cửa này rõ ràng luôn nhá. Đó, rất sáng luôn. Đấy, và nó sẽ có cho anh em là một cái đèn pha bên hông nữa nha. Đấy, một cái con đèn pha bên hông này, con này cũng rất sáng này anh em nhá. Đó, con này thì nó sẽ là một cái pha bên hông rất là sáng này. Đấy, có quai cầm như này, có báo pin nhá, có báo pin cho anh em luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái con đèn pha gần bên này nữa này. Đấy, một con pha gần này nữa này. Đấy, con này nó sẽ là con pha gần anh em này. Đó, đây là con pha gần này. Đó, rất sáng luôn anh em nhá. Đó, con này thì rất tuyệt vời luôn, siêu sáng. Siêu sáng cho anh em luôn. Đó, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng nhá. Đó, đây. Đấy, và nó sẽ có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo cho anh em nhá, nhấp nháy cảnh báo luôn. Đó, và đây là cái pha của nó anh em này. Đấy, đây. Rọi gần anh em này, rọi gần thì rất là sáng rồi. Đấy, rọi gần thì rất là sáng rồi. Đây, rọi xa cho anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây. Rọi xa này. Rất xa luôn anh em nhá. Con này độ rọi của nó rất khủng khiếp luôn. Đấy, ngọn cây ngọn kiếc anh em trông, những cái ngọn cây như này mà nó vẫn bắt được anh em này. Đấy, rất xa luôn. Đấy, độ rọi sáng của nó khỏi bàn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em 260.000 nhá, 260.000 cho một con đèn như này. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ anh em nhá. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cái mã đèn nữa, đó là cái con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Đây, con đèn pin cảnh sát Nhật anh em này. Đấy. Con này thì nó cũng khá là nhiều chức năng luôn, và pha của nó thì cũng khá là rọi luôn anh em nhá. Nhưng mà độ sáng thì nó không thể bằng cái con hai đầu kia được. Con hai đầu thì siêu sáng rồi. Còn con này thì độ sáng của nó là vừa phải thôi anh em nhá. Đó, độ sáng của nó là vừa phải thôi. Đấy, con này thì nó sẽ nhiều chức năng hơn một chút, và nó sẽ pha của nó cũng khá là rọi luôn anh em này. Đấy, con này thì như này cũng là tương đối rồi anh em nhá. Tại vì nó là dòng đèn nhỏ mà, nó không như con kia được. Đấy. Đấy, cũng có nhấp nháy cảnh báo này. Đấy, có nhấp nháy cảnh báo cho anh em luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là một cái đèn bên hông này. Đấy, có anh em một con đèn bên hông như này thì con này anh em dùng để trực tiếp này, hoặc là treo lên, hoặc là ăn cơm ăn nước anh em dùng con này cũng khá là ok luôn. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo này. Đó, đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo như này thì rất là tiện anh em nhá. Đó, và nó sẽ có cho anh em là các cái chức năng như vậy. Đấy, và anh em có thể dùng đèn trắng này. Đấy, đèn đỏ này, hoặc là anh em chuyển về đèn trước, giữ lì thì nó sẽ chuyển về trước cho anh em. Đó, rất tiện ích luôn anh em nhá. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em con đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, con này thì nó sẽ là một con đèn rất là tuyệt vời cho anh em luôn. Đây. Đấy, lên cho anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, Police Made in Japan. Độ rọi xa thì từ 600 đến 1000 mét anh em nhá. Đó, đây. Và rất là đẹp luôn anh em này. Đấy. À, đầu tiên thì sẽ là chức năng phá kính này. Đấy, có chức năng phá kính này. Đấy, bên này thì sẽ là cắt dây này, và bên này có nam châm hít này. Đấy, có nam châm hít nhá. Có la bàn cho anh em. Đây, có la bàn nhá. Và có cả còi hú luôn anh em nhá. Có cả còi hú luôn đây. Đấy, còi hú luôn. Đấy, la bàn, còi hú, thứ đầy đủ. Con này thì khá là nhiều chức năng cho anh em. Và có cả tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đèn của nó thì rọi rất là rọi luôn anh em này. Pha của nó rất là rọi luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho anh em là những cái pha bên trên này anh em dùng rất là tiện này. Có nhấp nháy cảnh báo SOS cho anh em luôn. Đầy đủ các chức năng. Giá thì cực kỳ tốt cho anh em luôn. Con này thì anh em lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Giá của nó sẽ là $180.000 nhá, 180.000. Còn con hai đầu này thì sẽ là 260.000 anh em nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng dưới 200 các bác lưu ý cộng cho em thêm
30.000 để ship nữa các bác nhá. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá, sen cao su. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vòi sen vừa là các bác dùng để mình tắm này. Đấy, tắm vừa dùng để massage được luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chức năng là tăng giảm và đóng ngắt luôn, tăng giảm và đóng ngắt nhá. Đấy, có tăng giảm cho các bác luôn, tăng giảm ở đây này. Đấy, rồi đóng ngắt nhá, đóng ngắt rất là tiện luôn. Và có các chế độ xả nước này, và có cái đầu vòi cao su như này thì khi các bác tắm thì mình massage rất là tốt luôn. Đấy, massage cho cơ thể tay chân rồi các cái phần khác rất là tốt. Có dây dài khoảng là 1m2 đến 1m5 nhá. Và có cho các bác là sử dụng nóng lạnh đều ok hết nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Có đóng ngắt trên tay và có điều chỉnh tăng giảm này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, made in Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật nhá. Đấy thì combo sẽ bao gồm cho các bác là một sen và một dây như này. Đấy, không có giá đỡ nhá. Cái này không có giá đỡ đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có 95.000 cho cái sen cao su như này thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su này, sen cao su. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá. Và không giá đỡ nhá, không giá đỡ nhá. Đấy, không giá đỡ. Đấy, về nhà thì các bác tự mua giá đỡ của mình thôi. Cái này không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là 95.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đấy. Gần đây có một chiếc vòi sen mà tôi rất thích sử dụng, lót bằng tắp nước và một lần chạm thực sự tiện lợi. Thiết kế ngoại hình giống máy sấy tóc thật sự tuyệt đẹp. Bàn chải massage bằng silicone mềm có thể dùng để tắm và gội đầu. Nó còn có một chế độ phun sương mịn màng. Cả trẻ em đều thích tắm rửa bây giờ. Trời ơi, thật là tuyệt vời quá. Tôi đã sẵn sàng hy sinh ăn uống trong một tháng chỉ để mua chiếc vòi sen này cho gia đình và bạn bè. Bởi vì chiếc vòi sen này thực sự rất tiện dụng. Nó có thể dễ dàng tạo áp lực nước thấp, cho phép bạn sống trong tòa nhà cao mà không cần lo lắng về vấn đề áp lực nước. Bạn có thể tắm rửa theo cách mình thích. Đỉnh chóp. Vòi hoa sen tản áp. Rất là tiện ích nhá. Giá chỉ có 95.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên cho em là đèn mang sông nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn mang sông như này. Con này nó sẽ sử dụng pin. Đấy, và rất tiện ích luôn. Và pin và dây sạc nhá. Có kèm dây sạc luôn. Lô này thì nó sẽ là về cái màu quân đội rất là đẹp như này. Đấy, có kèm cho các bác dây sạc. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi. Đây, sạc ở đây cho em. Và rất là chắc chắn luôn. Ở đây thì bên trong của nó sẽ có cho các bác là một viên pin 18650 như này. Các bác có thể mua kèm pin nữa. Bên shop cũng có bán sẵn pin cho bác luôn. Pin thì sẽ là 30.000 cho một viên. Về nhà các bác có thể mua kèm pin vào. Đó, và đây nó sẽ là công tắc đóng ngắt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, vừa là tắt bật này, vừa tắt bật vừa sử dụng trực tiếp luôn nhá. Đấy, tăng giảm này, tăng giảm và tắt bật cho bác luôn. Các bác có thể treo ngoài vườn, ngoài ban công, ngoài hiên hoặc là sử dụng để ăn cơm. Đấy, khi mất điện thì mình có thể sử dụng rất là tiện. Và mưa gió bão bùng các bác có thể sử dụng được. Nó bằng LED cho nên là thời gian sáng của nó từ 3 đến 6 tiếng nhá. Đấy, từ 3 đến 6 tiếng cho nên rất là tiện ích. Thời gian sáng của nó thì từ 3 đến 6 tiếng nhá. Đấy, đèn LED cho nên nó sáng rất là lâu thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng và có tăng giảm lượng sáng rất là tiện luôn. Và chất liệu của nó thì bằng nhựa nhưng mà nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 125.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông này. Đèn mang sông, giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con đèn mang sông như này. Giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là khi các bác lên mã giúp cho em là lấy giấy tay đèn nhá. Đấy, nó sẽ là một con lấy giấy tay như này. Đấy, chọn bộ sản phẩm nó sẽ có cả đèn cho các bác luôn. Đấy, có đèn, có pin này, có hai đầu lấy này. Đấy, và về nhà các bác xoáy ra lắp pin vào cho em. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một cái như này, một cái thân như này. Về nhà các bác lắp hai quả pin con thỏ vào. Còn cái này thì nó sẽ có lắp pin pin gọi là lắp pin pin ấy các bác nhá. Đấy, lắp pin pin cúc áo thì nó sẽ có pin cúc áo lắp vào và các bác chỉ cần bật lên cho em xong. Đây, bật lên nó sẽ sáng như này. Thì khi các bác sử dụng thì mình ví dụ như là mình lấy ở trong ngóc ngách này, trong khe tai này. Đấy. Ví dụ em tắt đèn đi là các bác sẽ không nhìn thấy gì nhá. Đấy, nhưng mà bật đèn lên là các bác nhìn thấy rõ luôn ở trong tai như này. Rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện luôn. Đấy, nếu mà tắt đi là không nhìn thấy gì, tối om này. Bật lên này, rất sáng luôn. Và hai cái đều có đèn hết nhá. Hai cái đều có đèn hết thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng đây. Cái đầu này cũng có đèn luôn thì về nhà các bác chỉ cần là xoáy ra này. Đấy, xoáy ra. Lắp thêm cái pin pin con thỏ nhỏ vào. Ở đây thì bên em bán là kèm hết cho các bác rồi. Kèm pin biếc hết rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Lắp pin vào này. Đấy. Lắp pin vào là dùng thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Và giá thì cực kỳ tốt nhá. Đấy. Các bác lắp pin vào, nếu lắp không đúng chiều thì đảo chiều đi cho em là xong. Đấy. Đảo chiều đi là nó sẽ lên thôi.
Đấy, đảo chiều đi là nó sẽ lên. Giá thì rất là mềm mại cho các bác rồi. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 nhá. Nếu các bác lắp không đúng thì đảo chiều đi cho nhá. Đảo chiều đi cho nó lên là xong nhá. Đấy, rất tiện luôn. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn nhá. Cái này các bác lắp không đúng chiều thì lại đảo chiều đi. Nó rất là tiện. Đấy. Thì đây, nó rất là tiện này các bác này. Đấy. Bật lên nó sẽ có đèn sáng như này nhá. Có đèn sáng này các bác lấy ở trong tai này rất là tiện này. Đấy, tắt đi thì tối om này. Đấy, khi các bác bật đèn lên là nó lại sáng trưng thì các bác có thể dùng để mình lấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu lấy như này. Hai cái đầu lấy như này thì các bác xoáy vào cho em này. Đấy, xoáy vào để mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đấy. Đấy. Đây nhá. Bên trong này tối om các bác nhá. Các bác cho vào cho em này. Đấy, sáng trưng luôn. Thì các bác có thể dùng để lấy dây tai cho người lớn, cho người già, cho trẻ em, rất là tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có 60 cành thôi, không thể tin nổi luôn. Một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là cả lấy dây tai gấp và cả lấy luôn. Và giá thì chỉ có 60k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là lấy dây tai đèn nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một cái bộ như này. 60.000 cho một bộ như này. Đấy. Lên cho em là dây tai đèn này. Đấy. Dây tai đèn nhá. Dây tai đèn. Giá sẽ là 60k cho một bộ nhá. 60k cho một bộ lấy dây tai đèn như này thì khá là tiện luôn. Các bác dùng thì nó rất là hợp lý để lấy cho người già trẻ em. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn. Đấy thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái đầu như này. Đấy, một cái đầu này về nhà các bác lắp vào cái máy cắt tôn này mình cắt này. Đấy. Rồi có cả phụ kiện cái thứ đầy đủ lắp ráp thì rất là đơn giản thôi. Đấy. Lắp ráp rất đơn giản nhá. Đây về nhà các bác lắp vào cái khoan mini hoặc là cái khoan cầm tay cho em để mình chuyên để cắt tôn thì nó rất là hợp lý. Đấy, lắp vào sẽ đúng như này. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin này hoặc là máy khoan điện đều ok hết nhá. Đấy, combo như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140k. Lên mã giúp cho em đó là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho một cái đầu cắt tôn như này nhá, 140.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Cắt tôn trồng mí cho anh em coi nè. Chứ anh em nói là cắt tôn đơn thì được, cắt tôn trồng mí các ông đứt đó. Cắt cho anh em coi tôn trồng mí nó là vậy đó. Và cắt luôn inox cho anh em coi miếng này bảy em nè. Đó, cắt inox. Chứ anh em đừng có bao giờ anh em cắt inox mà quá dày, một ly mấy đâu cắt nổi nè. Này mình trồng mí mình cắt nó gấp ngay đoạn đầu nó cắt vẫn được. Đó anh em thấy không? Rất là dễ dàng luôn. Còn cái cách cắt tôn sống được hay không là cái tay của anh em lượn nữa. Đây nè, giới thiệu cho anh em một cái bộ đầu cắt tôn đời mới, bánh xe lớn ha, có thể gắn máy pin, gắn máy điện đều được hết nha anh em. Đó, gắn máy pin vô cắt tôn thì rất là đơn giản. Cái này nó cắt tôn một ly hai trở lại thì rất là ok luôn ha. Cắt tôn thẳng, cắt tôn sống đều được nè, dứt tôn sống cho anh em coi luôn nè. Cái bộ này rất là hiệu quả anh em, nếu mình có máy pin hay máy điện rồi mua cái bộ này về xài. Cái bộ này có bộ đời mới, bộ đời cũ nha. Cái bộ đời mới á, là cái nhông của nó nằm vô trong và cái bánh nó lớn, cái bạc đạn nó lớn, cái hộp nó màu trắng. Còn bộ đời cũ là cái hộp nó màu đen nha. Nè đây nhông nhìn cho anh em coi nè. Đó. Mẫu đời mới là nó hộp trắng đồ kiểu như vậy nè anh em. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan nhá. Mũi khoan thì đây nó sẽ là dòng các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen này. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng 1 2 3 4 5. Hộp 5 mũi khoan đen nhá. Bao gồm cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8 và 1 mũi 10. Dòng này thì các bác có thể khoan được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt cho em. Đó, trừ kính thôi. Còn các bác khoan xếp, khoan sắt, khoan gỗ, khoan inox đều được hết nhá. Đấy. Hình của nó sẽ là hình mũi khế như này. Và nó sẽ là mũi khoan đa năng thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác khoan tường, khoan thép, khoan sắt, khoan gỗ đều được. Và nó sẽ có combo cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Thì combo đầy đủ cho các bác như này. Mũi khoan của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá, 110k. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá, 5 mũi khoan đen. 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen cho nên lên cho em là 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 110.000 cho một hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy. 5 mũi khoan tháp hộp nhôm. Con này thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp nhôm như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhôm nhá. Đấy, trong một cái hộp nhôm như này. Đấy, có kèm thêm một cây lấy dấu nhá, có kèm thêm một cây lấy dấu hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Made in Japan nhá, made in Japan. Kèm thêm một cây lấy dấu.
và bộ của nó sẽ là 5 mũi khoan tháp. Thì các bác có thể khoan các cái loại như là sắt, thép, gỗ đều được hết nhé. Sắt, thép, gỗ đều được hết. Thép của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, hàng cực kỳ là bền bỉ, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. Cây lấy dấu này dùng rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần nhấp này cho em này. Đấy, nhấp này là có dấu luôn nhá. Đấy, nhấp này là có dấu luôn thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đấy, các bác chỉ cần nhấp này cho em. Đó là sẽ có dấu luôn các bác này. Đấy, có dấu luôn nhá. Đây, có dấu này thì rất là tiện để các bác sử dụng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp. Giá nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đó, hộp 5 mũi khoan tháp 180.000. Đó. Hộp 5 mũi khoan tháp nhôm. Ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Fuji Made in Japan. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180.000 và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180.000 hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại, điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180.000. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy, hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy, chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này.
Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này. Chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá. Có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh này các bác này. Màu xanh này. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên xem là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên xem là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cái con dao chặt này. Đấy, con dao chặt. Hàng của thương hiệu Seki nhá. Đấy, Seki Japan các bác này. Đấy, Seki Japan, made in Japan luôn. Con này thì hàng cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một con dao chặt như này, cán bằng gỗ như này. Thì con này các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, chặt gỗ. Giá thì sẽ là 180k nhá, 180k cho một con dao chặt gỗ như này. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò này, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, chặt gà, chặt xương trâu, xương bò. Đấy, rất là ok luôn. Hàng rất dày dẫn chắc chắn và giá chỉ có 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt gỗ nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái gỗ này. Đấy, thì cán nó bằng gỗ hết cho nên em gọi tên nó là gỗ. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, Asaka Japan này. Đấy, con này thì cũng siêu bén luôn. Siêu bén luôn và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Đấy, 80.000 trong con dao này thôi. Để em test dọc giấy cho bác xem nhé. Rất là bén luôn các bác này. Bén khủng khiếp luôn. Một cái tờ giấy mùn mùn này mà dọc rất là ngon quá này. Đấy, coi theo. Siêu bén luôn nhá. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, con này giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Các bác lên cho em là dao thái gỗ này. Đấy, thái gỗ. Hàng siêu bén luôn. Thái gỗ. Giá sẽ là 80k nhá. 80k. Đó, 80k cho con dao thái gỗ như này. Hàng này thì độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy. Dọc giấy khủng khiếp luôn các bác nhá. Đó.
80k thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con gọt gỗ nhá, cũng của thương hiệu Asaka Japan luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bạn này. Đấy, cũng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, rất bén luôn các bác thấy không? Rất sợ luôn. Đấy, bén các bác dùng cẩn thận kẻo đứt tay nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đấy. Thì lên thêm là con dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Hàng của thương hiệu Asaka của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bạn này. Đấy. Con này lên thêm là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Thì nếu mà các bác mua combo cho em là 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000. Như vậy là các bác mua con này là 80, con này là 180 là 260, thì mua hai con này được tặng một con này, hoặc là nói nôm na là mua ba con này, bộ ba dao cán gỗ. Giá chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá. Đấy, ba dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ. Ba dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260k và bao sim tại nhà cho bác luôn. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là con chặt là 180.000, con thái là 80.000 và con gọt là sẽ là 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì các bác dùng để xay tiêu, xay điều, xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt đều ok hết. Đây, cái dòng lưỡi của nó này nó rất là tiện ích để khi mình xay các loại hạt, và dòng này của nó thì cực kỳ là an toàn luôn. Đậy nắp và nhấp bên này thì nó mới chạy nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và sử dụng điện 220V. Đây. Đấy, sử dụng điện 220V nhá. Công suất của nó là 250W và 50Hz. Giá thì rất là hạt rẻ các bạn, chỉ có cho bác là 120.000 cho một con máy xay khô này thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô nhá, máy xay khô này. Máy xay khô, giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Con này thì bao gồm cả củ cả dây như này. Đấy, cả củ cả dây như này. Và nó là dòng sạc nhanh của iPhone nhá. Dòng sạc nhanh của iPhone đây. Quả táo đây các bạn này. Đấy. Dòng này của nó là có cả củ cả dây luôn. Đấy. Và lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Đấy, cả củ cả dây như này, và giá thì chỉ có 60.000 thôi nhá. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone này, iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Đó. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho cái dây sạc nhanh iPhone này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Giá sẽ là 60.000 cho một cái hộp nước hoa Dubai như này. Bao gồm cho các bác một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một vỉ này sẽ bao gồm cho các bác là 5 lọ nhá. Dòng này nước hoa chiết cho nên là nó chỉ có ít thôi. Đấy, nó chỉ có tầm khoảng là 20ml thôi nhá. Và các bác dùng lăn như này. Đấy. Dòng này thì mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn và 5 mùi. Đấy, nam nữ đều dùng được cả nhá. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng của Dubai này. Dubai, made in Dubai. Đó. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. 60k cho một vỉ nước hoa Dubai như này, một hộp này bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. 5 lọ nước hoa Dubai, giá sẽ là 60.000. Hàng cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất hợp lý. Chỉ có 50.000 thôi. 60.000 được các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đầy đủ combo cho bác này, bao gồm là đèn này, rồi điều khiển này, rồi cục pin rời nhá. Con này thì pin của nó là pin rời và dây dài khoảng từ 2 đến 4 mét. Các bác có thể để lên chốc nóc nhà này, hoặc là khu vực nào nhiều ánh sáng nhá. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng có thể xoay điều chỉnh như này thì rất là tiện này. Đấy, xoay điều chỉnh này rất là tiện luôn. Đấy, và khá là sáng luôn nhá, khá sáng luôn. Đây con này, đấy, rất sáng luôn. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Về nhà các bác cắm cái phần kết nối điện vào đây cho em. Đấy. Đây, cắm cái này vào đây nhá. Đó. Con này thì lưu ý các bác là khi mình cắm cái này vào ấy thì nó sẽ tắt. Cho nên là các bác lưu ý giúp cho em đó là khi mà mình cắm cái pin này thì mình phải để cái đèn này ở dưới thấp thôi để mình có thể rút ra được mình sử dụng. Đấy. Rất là tiện ích các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó. Đây. Thì nó sẽ là cảm biến mà. Ban ngày thì ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm thì nó sẽ tự bật đây. Đấy, em che cái tấm pin này lên là nó sẽ lên này. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đấy thì ban đêm trời nó tối là cái tấm pin này nó không hấp thụ nhiệt nữa thì là nó sẽ sáng này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn 3 cánh như này. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Cảm biến luôn, ban đêm là cái tấm pin này nó bị che đi là nó sẽ sáng và ban ngày thì nó sẽ tự tắt, rất là tiện ích.
có điều khiển niêm yết cho các bác đàng hoàng. Và cái giá thì rất là hợp lý rồi, chỉ có cho các bác là 180.000 nhá. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, đèn năng lượng 3 cánh giá sẽ là 180k. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh nhá, giá sẽ là 180.000. Đèn năng lượng này, đèn năng lượng 3 cánh này, giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hút thổi bụi thì nó sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là hút thổi bụi bằng pin này, đấy, chạy bằng pin, đầy đủ phụ kiện đầu kết nối cho bác luôn. Con này nó sẽ có cho các bác là cả hút cả thổi luôn, hàng của thương hiệu Tamasio. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó. Và có cả đầu hút cả đầu thổi luôn. Đít này sẽ là thổi này, đít này sẽ là thổi và cái đầu này sẽ là hút này các bác này. Đấy. Đây nó thổi đi các bác này, đây nó thổi đi nhá. Đấy em lắp vào cho các bác xem này, nó thổi này. Đấy. Đấy, thổi đây các bác nhá. Các bác lắp vào này nó sẽ thổi này. Đó. Thổi hơi lên này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, thổi hơi lên này. Rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng cũng được nhá. Đó. Cả hút cả thổi luôn hoặc thổi bụi nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Lên cho em là hút thổi bụi bằng pin nhá, hút thổi bụi này. Hút thổi bụi pin giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Đó, con này chạy bằng pin nhá. Đấy. Bỏ cho những hút thổi bụi bằng máy này. Ngoài ra thì bên shop có hút thổi bụi cũng chạy bằng pin và nó là hàng ống dài như này nhá. Đấy. Lên cho em là hút thổi bụi ống dài nhá, ống dài. Đấy, nó sẽ có cái ống dài như này. Và con này cũng chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Ống dài và các cái đầu để các bác kết nối với các cái chi tiết này. Đấy, đầu hút, đầu thổi linh tinh này. Đấy. Đầu hút như này nhá. Con này thì chỉ có hút bụi thôi chứ không có thổi nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là hút bụi ống dài nhá. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Lên cho em là hút bụi ống dài. Giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hút bụi ống dài 260.000 thôi nhá. Đấy. Hút bụi ống dài 260.000. Đó thì bên shop cũng có rất là nhiều các cái mã hút bụi thì các bác lên đúng mã cho em. Hút bụi ống dài này. Hút bụi ống dài giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất là nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi. Sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này, đấy cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì
bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này, 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1m nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1m luôn. Đấy, dây sống vào 1m và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1m. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các bác nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các bác nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là LED ngọc nhá. LED ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi LED ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con LED ngọc như này thôi.
lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này, chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB như này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn, có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5 mét này là có nguồn nhá, có nguồn. Led 5 mét này là có nguồn các bác này. Con 5 mét này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này rồi, nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5 mét nhá. Con led 5 mét này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5 mét là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5 mét là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Hello các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Đó. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái tăng đơ lược nhá, tăng đơ lược. Con này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược như này, hàng của Nhật, của thương hiệu Ichen các bác này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Con này thì cực kỳ là chất các bác nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng cho các bác là cắt tóc này, cạo râu này. Đấy, các bác có thể dùng để cạo râu được luôn. Và có cữ đầy đủ cho các bác nhá. Có cữ, 4 cữ đầy đủ này. Có chân sạc này, một cái lược này, một cái lược như này. Và kèm thêm cho các bác là lọ dầu tra và chổi vệ sinh này. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng rất là bình dân. Một con tăng đơ lược như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Đấy, có điều chỉnh cữ nhá, có điều chỉnh cữ như này các bác này. Đấy, từ 0.8 đến 2mm nhá. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh rất là ngon. Đấy. Và con này ưu điểm của nó cũng là dòng chống ăn da nhá, cho nên các bác dùng thoải mái luôn, không lo bị ăn da đâu. Đấy, tăng đơ thì chạy cực kỳ là khỏe và nó dùng pin sạc đây. Pin sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Đây. Đây các bác này. Đấy. Thông số của nó đây các bác này. Điện từ AC 100 đến 240V nhá. Đấy, có chân sạc như này. Các bác cứ thế cắm sạc vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Và máy thì chạy cực kỳ là khỏe, các bác dùng để cắt tóc, cạo râu đều ok hết nhá. Đấy, và có tặng kèm cho các bác một cái lược luôn. Hàng của thương hiệu Ichen các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Với danh quyển sách. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa các bác nhá. Đó. Lên cho em là tông đơ lược nhá. Đấy, tông đơ lược giá của nó sẽ là 110k nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa 7 màu nhá, đũa 7 màu. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 5 đôi. Mỗi đôi thì sẽ là một màu khác nhau. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc không nhá. Đấy, chống nấm mốc, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và đợt này thì hàng về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, hàng rất đẹp luôn. Hàng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc không nhá. Lên cho em là đũa 7 màu, giá sẽ là đũa 7 màu này. Đũa 7 màu, giá thì chỉ có cho các bác là 50k trên một vỉ như này thôi. 50.000 trên một vỉ 5 đôi nhá. 1 2 3 4 5, 50.000 trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa Nhật các bác nhá. Các bác lên cho em là đũa Nhật. Đấy thì các bác lên cho em là đũa Nhật đen nhá. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Đấy, đũa Nhật đen.
Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 trên một vỉ. Đũa này cũng làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, 200 độ C. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đấy, có cho các bác là đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt, cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 40k cho một vỉ 10 đô như này thôi. Lên cho em là đũa Nhật đen nhá, đũa Nhật đen. Đó. Đũa Nhật đen này. Đũa Nhật đen, giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một vỉ 10 đô nhá. 40k trên một vỉ 10 đô đũa Nhật đen như này. Con này thì dùng các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Đó, rất sạch sẽ. Nhà có cỗ có bàn các bác dùng rất là ok luôn. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% và chịu được nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái sen quạt như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này, và có cho các bác là một cái dây kết nối khoảng 1m2 đến 1m5 nhá. Combo cho các bác luôn. Đấy, cả sen cả vòi như này, cả sen cả dây như này. Đấy, không có giá đỡ. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 100k. Đó, lên cho em là sen quạt tăng áp này. Sen quạt nhá, sen quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành nhá, 100k. Cái này thì không giá đỡ nhá. Đấy, không giá đỡ. Cái này không có giá đỡ đâu nhá. Đó, giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho cái sen quạt tăng áp như này và không có giá đỡ. Đây các bác này. Yếu, lớp dày nên mỗi lần đi tắm là một lần bụt khó chịu. Trời hè thì tắm lâu gớt người, trời đông thì tắm nước trẻ bé nên hay bị lạnh. Có nhà anh chị nào ở đây mà có chung tình trạng như vậy mà chưa biết cách khắc phục không ạ? Nếu có thì dừng lại video này. Đây. Với kinh nghiệm gần 25 năm cửa hàng điện nước thì đây là sản phẩm em thấy tốt. Hay rằng nó cái kia mà anh chị sử dụng và khen cực kỳ là nhiều hơn. Hay rằng cái này thì mày rằng ngày cho em một bộ vòi sen cánh quạt này vào. Em khẳng định nước sen tắm nhà mình sẽ tăng áp từ lớp 3 đến. Đấy các bác nhá. Đấy. Với bộ cánh quạt điện động phía sau giúp điều áp mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đấy, sen quạt tăng áp nó sẽ có cái cánh quạt này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Lên cho em là bình tông, cái này trăm mấy nhỉ? Các bác lên cho em là bình tông, con này thì 130.000. Dung tích của nó sẽ là 2 lít các bác nhá, 2 lít, 130.000 cho con bình tông như này, dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn các bác ơi. Đấy, bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. 130.000 cho một con bình tông như này. Khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, inox các bác này. Đấy, inox các bác nhá. Đó. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là nắp liền quai luôn. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị thất lạc mất nắp nhá. Thì nó rất là tiện. Xoáy ra xoáy vào có giòn. Và cái miệng này các bác dùng để rót rượu ra, chén chiết rượu ra thì rất là ngon luôn nhá. Các bác có thể mang nước đi học, đi chơi, đi làm này, hoặc là mang rượu, đồ nhậu yếc đi thì rất là ok. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là 130.000. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này để các bác đeo. Mình mang đi học, đi chơi, đi làm hoặc đi du lịch, nói chung là đi đâu cũng được. Đấy, mang nước, mang rượu, mang đồ nhậu đi rất là ok. Có quai đeo như này rất là tiện này. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Đấy, bình tông hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga đây. CCCP các bác này, hàng của Nga nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 130k cho một con bình tông như này nhá. 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mài dao các nhá. Mài dao đầu bếp. Đấy, con này thì họ chuyên dùng trong bên Nhật thì họ chuyên dùng trong các cái nhà hàng các nhá. Nhà hàng thì họ chuyên dùng cái mài dao này, nó rất là tiện và nhanh. Thì ví dụ như là đầu bếp họ chỉ cần kéo này là xong nhá. Đấy, nó sẽ có số 1, số 2, số 3. Thì các bác cứ dùng cho em từ 1, 2, 3 mỗi cái. Các bác kéo cho em từ 3, 5 lần. Đấy, và lần lượt từ số 1 đến số 3 như này. Là con dao của mình nó sẽ sắc bén luôn. Lên mã giúp cho em đó là mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp. Đấy, mài đầu bếp chuyên dùng trong nhà hàng mà. Đó, mài đầu bếp. Giá sẽ là 40k cho một con mài đầu bếp như này. 40.000 cho một chiếc mài đầu bếp như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Máy thái rau. Đó. Nó sẽ là một con máy rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện các thứ cho các bác luôn nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác này. Thân máy các thứ đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đây, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây nhá. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, một con máy đầy đủ các cái tính năng để các bác dùng để mình thái rau nhá. Đây, các bác này, lắp lưỡi vào đây cho em, lắp lưỡi vào đây. Đó, đây nó sẽ có cho các bác bộ lưỡi này. Giòn giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy thái rau nhá. Giá nó sẽ là 100k.
máy thay dò bằng tay 100.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì cái công năng sử dụng của nó thì khá là tuyệt vời và hữu ích cho các bác nhé. Đó, lên cho em là máy thái rau bằng tay nhá, máy thái rau bằng tay này, máy thái rau này, thái rau bằng tay nhá, đấy, xoay bằng tay, giá sẽ là 100k. Đấy, con này trước em đang bán là 80k nhưng mà đợt này nó sẽ lên là 100.000 nhá, lên 100.000, hàng nó lên thì em sẽ bán lên. Chợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng, chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng, chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn lên cho em là máy thái rau, giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì nó sẽ là một con thước cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là ba mực, mực đứng, mực vuông và mực nghiêng. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đây ba con thước thủy như này nhá, thước thủy này này. Đấy, đo đứng, đo nghiêng rồi đo lệch này, và có cho các bác là một con thước laser như này nhá. Đây, con laser như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện. Con laser này thì cũng khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, con laser này các bác này, thì các bác có thể lấy mực nghiêng, mực đứng, mực nằm đều được hết nhá. Đó, đây. Con laser này thì dùng rất là ngon luôn đây các bác này. Đấy, các bác có thể đo dùng con laser này để mình đo nhá. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một con thước rút này, một con thước rút 2m nhá. Đấy, thước rút 2m đây. Đấy, một con thước rút nữa này. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó, có thước rút này, có thước đo này, có thước đo 6 tấc này và thước đo 15 cm này. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con như này. Thước laser nhá. Đấy, laser thì nó sẽ có cho các bác là mực nằm này, mực đứng và đo lấy góc vuông. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì một con thước laser như này giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi, 90.000 cho một con thước laser như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, giá của nó sẽ là 90k. Đó, thước laser này, thước laser giá sẽ là 90k cho con thước laser như này nhá, 90.000 cho con thước laser như này. Con này thì khá tiện ích cho anh em các bác sử dụng luôn. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện thì giá chỉ có 60.000 thôi. Thì các bác sẽ nhận được hàng bao gồm cho các bác là một cái bộ 4 đầu bàn chải như này. Đấy, và một con máy này. Bây giờ các bác mua 4 cái đầu bàn chải như này đã mất đi 50-60.000 rồi. 15.000 là mất 60.000 rồi. Thế mà đây các bác mua cả bàn chải cả máy như này mới cũng mất có 60.000 thôi. Đấy, cái này hết pin về nhà các bác cắm sạc pin vào cho em nhé. Đấy, cắm sạc pin vào cho em. Đấy, con nào hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, con này nó báo đỏ hết pin này này. Về nhà các bác cắm pin sạc vào cho em. Dòng này thì nó để nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó sẽ hết pin, thì về nhà các bác cắm sạc vào cho em là được thôi. Đấy, chứ không có gì phải lăn tăn cả. Bên em thì vẫn là chương trình lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng trong vòng 10 ngày. Có lỗi gì bên em sẽ đổi cho các bác luôn. Đây. Đấy, xoáy vào cho em này, sau đó thì bật công tăng lên này. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhá, giữ lì cái phím này cho em này. Đấy, giữ lì cái phím này cho em. Đó là ok. Đấy. Lô này thì hàng về gần như là hết pin tất rồi. Cho nên về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong nhá. Đó, sạc pin vào cho em là xong. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cái bàn chải điện này thôi. Đấy, kèm cho các bác 4 đầu bàn chải luôn. Các bác dùng 1 năm là ok, mất chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá của nó sẽ là 60k. Tần suất dung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút. Dung cực kỳ khủng khiếp luôn. Thì nó sẽ làm sạch, làm trắng răng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất hộp nhá. Tất hộp, một hộp này của nó là bao gồm là 5 đôi, hàng của thương hiệu Nai nhá, hàng thương hiệu Nai. Đó, một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một hộp tất này. 80.000 các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp tất này này, bao gồm cho các bác là 5 đôi. Theo các bác thoải mái lựa chọn luôn. Đó. Chất liệu của tất thì cực kỳ là dày dẫn luôn nhá, rất là dày các bạn, rất là dày. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là dây chun ở bên trên như này. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, dày dẫn chắc chắn. Các bác đi vào mùa đông thì cũng như là mùa hè đều ok hết nhá. Lên cho em là tất hộp 5. Nó sẽ kéo màu đen và màu ghi nhá.
tất hộp 5. Lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Đấy, có màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Đấy, 80.000 trong hộp 5 đôi này thôi. Giá rất là hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bơm tẩu ô tô nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đây, Toyota các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm vào tẩu ô tô và chỉ dùng được cho ô tô thôi. Còn những cái khác là không dùng được đâu các bác nhá. Các bác chuyên dùng cho ô tô nhà mình. Chuyên dùng cho ô tô nhà mình là ok nhá. Đấy, thì con này là gọi là bơm tẩu ô tô. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con bơm tẩu ô tô này. Đấy, về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhà mình ấy. Đấy, thì bác nào có ô tô con hoặc là ô tô tải thì biết dùng được, chứ còn các bác dùng bình thường là không dùng được đâu. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Toyota rồi và nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đấy, lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Tẩu ô tô này, bơm tẩu ô tô giá 180.000. Bơm tẩu ô tô giá sẽ là 180k. Được, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về cho bác một số cái nồi cơm của Cúc-cu cũng như là hàng của Sáp. Hàng thì nó sẽ là hàng nhật xuất, sử dụng điện 220V hết, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em để được tư vấn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái nồi Cúc-cu nhá. Hàng thì của thương hiệu Cúc-cu và hàng sẽ về theo lô và nó sẽ có các cái màu khác nhau các bác nhá, các màu khác nhau. Đấy, Cúc-cu hàng của Hàn Quốc đây, Korea nhá, Korea của Hàn Quốc. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và bên shop về thì nó sẽ có là về màu thì về theo lô, nhưng mà nó cùng kiểu dáng, cùng kích thước, cho nên khi các bác nhận hàng thì các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Hết sức thông cảm cho em là nó sẽ có cho các bác là các cái màu khác nhau đó, còn là kiểu dáng và kích thước thì đều như nhau thôi. Hàng khá là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đây. Thì con này dung tích của nó là 1 lít 2 nhá. Con 1 lít 2 này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 390.000 cho một con lít 2 như này. Đấy. Khi các bác mở ra thì đây, bên ngoài của nó thì khá là dày dẫn chắc chắn này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng 1 lít 2. Con này 1 lít 2 thì sẽ là 390.000 nhá. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi này. Nồi của nó siêu dày luôn, nồi siêu dày luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng sơn sơn giữ nhiệt nhá, sơn giữ nhiệt. Cho nên là cái nồi nó giữ nhiệt rất là tốt. Và nồi của nó thì nó sẽ là nồi dạng như là nồi vòm niêu đất như này. Thì khi các bác đun thì nó sẽ là chín nhanh và giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, và các bác đậy nắp này, nó rất là kín các bác nhá. Đấy, sách đi cũng rất là to và những cái quai của nó làm khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn các bạn. Đây, đây là cái phần nước thừa này. Đấy, phần nước thừa. Nói chung là hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy, và đây là cái dây cáp để các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Dây cáp đây, cắm vào đây cho em. Cắm trực tiếp điện 220V cho em nhé. Đấy, cắm trực tiếp điện 220V rất là tiện ích luôn. Đó, và con này thì công suất của nó thì nó sẽ là 1 lít 2. 1 lít 2 các bác nhé, 1 lít 2. Công suất của nó là 500W và sử dụng điện 220V nhé. Đấy, và rất là ngon lành cho bác luôn. Dung tích là 1,2 lít. 1,2 lít như này. Đấy, mâm đế của nó cực dày luôn. Đây, mâm đế của nó rất là dày luôn này. Đấy, mâm của nó rất là dày luôn. Và vòm của nó là nó sẽ là hợp kim nhôm và nó sẽ là thuộc dạng vòm theo kiểu là gọi là theo kiểu gọi là niêu đất nhá, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Dung tích của nó thì con này của nó sẽ là 1,2 lít nhá. 1,2 lít thì các bác dùng gia đình 2 3 người, 4 người cũng rất là thoải mái luôn. Đó. Và có kèm cho các bác là cả một cái môi xúc cơm như này nhá, môi xúc cơm như này. Đó, dung tích 1,2 lít. Đấy, thì con 1 lít 2 này thì các bác lên cho em là nồi Cúc-cu. Nồi Cúc-cu 1,2 lít này thì giá của nó là nồi Cúc-cu Cúc-cu 12 nhá, Cúc-cu 12 đi. Lên cho em là Cúc-cu 12 này. Đấy. Cúc-cu 12 giá sẽ là 390k nhá. 390.000 cho con Cúc-cu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái Cúc-cu này nó sẽ là 1 lít 8 luôn, 1 lít 8. Đấy, thì con này các bác lên cho em là Cúc-cu 18 nhá. Đấy, nó sẽ là 1 lít 8 như này. Và cái màu của nó sẽ là một cái màu ghi nhạt rất là đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Mâm xoong mâm của nó thì khá là dày rồi. Xoong mâm của nó thì siêu dày rồi các bạn. Đấy. Con này với con kia thì nó như nhau thôi. Nó sẽ là 1 lít 8 nhá, 1 lít 8 này các bạn. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng nhôm của nó kêu là các bác đã biết rồi. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Siêu dày luôn các bạn, siêu dày luôn. Đấy, và nó sẽ là hợp kim nhôm. Và dòng của nó thì nó sẽ là bên ngoài thì sơn giữ nhiệt này, bên ngoài sơn giữ nhiệt, bên trong thì nó sẽ là tráng
tráng gọi là tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy, một cái nồi cúc cu như này, giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000 trong cái nồi lít 8 như này. Nồi lít 8 này sẽ là 450.000 các bác nhá, 450k. Đó, lên cho em là nồi nồi cúc cu 18 nhá, cúc cu 18 giá sẽ là 450.000. Đó. Các bác lên cho em là cúc cu 18 này. Cúc cu 18 giá sẽ là 450k nhá, 450k. Đó, cúc cu 18. Thì con này các bác lên cho em là cúc cu 18 nhá, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Đấy. Nồi của nó thì siêu dày luôn nhá, nồi của nó siêu dày luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Giá rất là tốt luôn. Đấy thì con này chỉ có 450.000 thôi nhá, 450.000 thôi. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho con cúc cu 18 như này. Đấy thì con này lên cho em là cúc cu 18, giá sẽ là 450k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái nồi cơm, đó là cái nồi của thương hiệu Sáp. Sáp này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật này. Đấy, nồi của Sáp đây, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nồi Sáp này thì của Nhật, còn nồi cúc cu thì nó sẽ là nồi của Hàn Quốc đây. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mở nắp như này. Và đây thì cái nồi cúc cu nồi Sáp này thì nó sẽ thêm cho các bác một cái khay hấp này, một cái khay hấp như này. Đấy, một cái âu đong gạo này và một cái dây cáp này. Rồi một cái âu xới cơm này, mô xới cơm này và cái mâm của nó đây. Đấy, nồi của nó đây. Nồi của nó thì cũng siêu dày luôn các nhá, siêu dày luôn. Đó, nồi siêu dày như này. Đấy, siêu dày như này. Và con này thì nó sẽ là thuộc cái dòng là dòng quay sách như này nhá, quay sách như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Sáp nhá, hàng thương hiệu Sáp và cũng là dòng nồi cơ thì các bác dùng thì rất là tiện ích và nấu cơm thì siêu ngon luôn. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là điện 220V này, dung tích của nó sẽ là 1.8L và công suất của nó sẽ là 900W nhá. Màu thì nó sẽ là cái tông màu trắng rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng này thì nó cũng về theo lô, thì có lô màu trắng, có lô màu đen nhá, có lô màu trắng, lô màu đen. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi các bác nhá, gửi màu ngẫu nhiên thôi, các bác cũng hết sức thông cảm. Đấy, hàng về theo lô, dung tích của nó sẽ là 1.8L. Và nồi này thì các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Nồi Sáp giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái nồi cơm Sáp như này, giá của nó sẽ là 490 bao nhiêu nhỉ? Nồi Sáp bao nhiêu? 500 à, nồi Sáp này là 500 tròn nhá, 500 tròn. Đấy. Nồi Sáp này thì sẽ là 500k tròn nhá, 500.000 tròn. Lên cho em là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp này. Đấy, nồi Sáp giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k tròn cho cái nồi cơm Sáp như này. Đấy thì con này thì dung tích của nó cũng là 1.8L nhá, 1.8L thì các bác có thể sử dụng. Các bác thích cái mẫu này thì lấy, mà thích cái mẫu cúc cu này thì lấy nhá. Cúc cu này thì sẽ là 450.000. Còn con nồi Sáp này thì giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái fit đun sôi nhá, hàng của thương hiệu cúc cu. Đó, hàng thương hiệu cúc cu. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ đây. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ này, sử dụng điện 220V này, 1.300W và 50Hz nhá. Con này thì ngoài chức năng là đun sôi thì nó sẽ giữ nhiệt cho các bác luôn. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ là tự ngắt nhá. Đấy, nó sẽ tự ngắt. Đấy, nó rất là tiện. Bên trong thì bằng inox 304 này. Đấy, và bên ngoài của nó thì nó sẽ có tính năng giữ nhiệt luôn. Và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ thì nôm na các bác sử dụng được đun thì nó sẽ vào khoảng trên 2 lít. Trên 2 lít một chút nhá. Đấy, và khi các bác xoáy nắp thì các bác xoáy vào cho em như này cho em. Đấy, xoáy vào như này. Đấy, xoáy nắp vào như này. Sau đó thì mình sẽ dùng cái lẫy này để mình bóp, mình xả nhá. Khi mình rót thì mình xả này thì nó mới ra này. Đấy, vào đây. Con này của nó thì nó sẽ không có lẫy đâu. Thì các bác cứ đặt lên thôi, đặt lên là nó sẽ đun thôi. Và khi mà nước sôi 90-95 độ thì nó sẽ tự ngắt. Và khi mà nước nó giảm nhiệt thì nó sẽ lại nảy và tự ngắt liên tục như thế. Còn nếu các bác không thích là để vào nó mất an toàn thì các bác cứ để ra ngoài. Lúc nào cần nước sôi thì mình lại đặt lên. Còn không thì mình dùng để ra ngoài chứ em. Thì buổi sáng đến thì các bác, ví dụ các bác có muốn cắm nước thì các bác cho nước vào đây cắm. Sau đó thì mình không dùng nữa thì mình để ra ngoài. Và lúc nào mình cần tăng nhiệt độ lên và giữ cho nước nó lên 100 độ thì các bác lại đặt vào cho em. Đấy, hoặc các bác cứ để liên tục thì nó sôi và nó lại tự ngắt. Và nó sôi nó lại tự ngắt thì nó rất là tiện. Thì lúc nào các bác cũng có nước nóng để dùng luôn. Và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là fit đun sôi nhá. Lên cho em là fix đun sôi. Fix đun sôi giá sẽ là 180k nhá. 180k và bao ship cho bác luôn.
180k không bao ship các bác nhá. Xin lỗi các bác. Đó, giá sẽ là 180.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy thì 180.000 thì các bác mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy xin lỗi các bác em nói nhầm. 180.000 và 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Đấy dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ như này. Đấy 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, phích đun sôi 180.000, 3 lít cả vỏ các bác nhá. Lưu ý giúp cho em. Đó thì nó sẽ là một con ấm như này. Đây, khi bác nhận hàng thì hàng sẽ là thương hiệu Cúc Cu và 1300W này. Đấy và 3 lít cả vỏ này. Đấy rất là ngon lành cho bác luôn. Các bác có thể dùng để pha trà, pha các loại khác cũng đều ok hết nhá. Rất hợp lý cho bác. Chỉ có cho bác là 180.000 cho một con phích đun sôi này thôi. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Thì các bác có thể liên hệ tới các bác số hotline của bên em. Rồi ok. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái mã nồi cơm, đó là cái nồi cơm mini các bác nhá. Nồi cơm mini. Đấy, hàng khi bác nhận được hàng thì nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo của Nhật nhá, Chigo của Nhật. Con này thì dung tích của nó cũng là 1 lít 2. Dung tích của nó là 1 lít 2 các bác nhá. Đấy. Và đây nó sẽ là một con nồi mini như này. Đấy và con này thì mặc định của nhà sản xuất là 1 lít 2 và có kèm cho các bác một cái môi sới như này nhá, một cái môi sới như này. Đấy, một cái môi sới như này. Thì con này là dung tích của nó là 1 lít 2. Đấy, 1 lít 2 các bác nhá. Đấy, 1 lít 2 cả vỏ. Chứ còn cái dung tích sử dụng của cái nồi bên trong này của nó thì chỉ có 800ml thôi nhá, 800ml thôi. Còn con này sẽ là 1 lít 2 cả vỏ. Thì bên em gọi nó là nồi mini nhá, nồi cơm mini. Giá thì chỉ có 290.000 cho cái nồi cơm mini như này thôi. Con này thì nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy và các bác dùng khi mà mình sử dụng ấy thì nó rất là tiện ích, nhỏ gọn. Đây, đấy, hàng cực kỳ là nhiều tem mác luôn. Đấy, chống hàng giả, nói chung là rất là tiện ích này, có môi sới cơm này. Đấy và có cho các bác là cái dây cáp cắm nguồn này. Đấy, đầy đủ cho bác như này. Thì lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con này thì nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn thôi. Và con này thì các bác sẽ nấu được khoảng một bò gạo nhá, một bò đến hơn bò gạo. Con này thì dùng cho hai người ăn thôi, hai người ăn thôi, nhỏ gọn. Đấy. Và dung tích của nó sẽ là 1 lít 2 cả vỏ, còn nguyên cái ruột này của nó thì nó chỉ có 800 thôi nhá, chỉ có 800ml thôi. Nên bên em gọi nó là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con nồi cơm mini này thì nó cũng có lô về màu đen, có lô về màu sữa như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đây. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nồi cơm mini nhá. Giá chỉ có cho các bác là con nồi cơm mini như này, giá chỉ có cho bác là 290.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là nồi cơm mini. Đó, nồi cơm mini. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini giá sẽ là 290k nhá. Vậy là bên em sẽ có cho các bác là 4 mẫu nồi cơm, 4 mẫu nồi cơm. Một mẫu là nồi mini này, một mẫu nồi lít 2, một mẫu nồi lít 8 và một mẫu nồi của Sáp nhá, nồi của Sáp. Đấy thì sẽ có các cái mẫu nồi như này thì các bác xem và lựa chọn và mình mua các cái sản phẩm của bên em. Rồi ok. Hello chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng, em sẽ đi vào chi tiết. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy các bác lên cho em là robot lau nhà cho nó dễ để tránh nhầm với những cái con khác. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con robot như này. Đấy, một con robot như này. Và con này thì nó đã có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái cản pin này ra này. Đấy là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích nhá. Và các bác cứ quan sát đây. Đấy đây là hàng nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Sạch sẽ sáng bóng luôn. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem nhá. Hút thử cho các bác xem luôn. Đó. Rất là tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để mình hút bụi. Các cái dòng bụi siêu mịn là nó hút rất là tốt luôn các bác nhá. Đây. Các bác chỉ cần bật công tắc lên này. Đấy. Máy chạy này các bác. Đấy. Đây. Đấy. Các cái loại bụi to, bụi nhỏ nhá, bụi siêu mịn nhá. Bắt hết các bác nhá. Đó. Và dòng này nó sẽ là cảm biến nhá. Đấy. Thì nó chạm vào chỗ nào mà có vật cản thì nó sẽ tự quay lại không nhá, tự quay lại. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Chỗ nào có vật cản thì nó sẽ tự quay đầu lại. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Đấy. Đấy. Đây. Con này em chỉ hút có khoảng 15 giây thôi và các bác sẽ được mục sở thị cái kết quả của nó ngay. Này thì hàng thật, người thật, việc thật luôn. Đây các bạn. Đấy. Đây. Mới hút có khoảng mấy chục giây thôi mà cái độ bụi của nó này các bạn này. Đấy. Những cái bụi mịn này thì nó rất là quan trọng, nhiều khi các bác không thể quét được những cái bụi mịn này đâu. Đấy, không thể quét được đâu, nhưng mà khi mà nó đã hút là nó sẽ hút vào hết nhá. Thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, và mấy con máy hút bụi như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nhá, robot hút bụi.
rất là hợp lý để cho các bác có thể sử dụng trong các cái không gian ở gia đình nhà mình, thì để hút bụi nó rất là tiện ích luôn. Con này thì các bác nên mua nhá, khá là hợp lý cho bác luôn. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con robot hút bụi này thôi. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng trực tiếp ở trong gia đình nhà mình thì nó rất là tuyệt vời. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó. Và rất hợp lý nhá. Đấy, đây nó sẽ có thêm cho các bác cả những cái miếng dán này và một cái chân sạc này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác lên xem là robot lau nhà nhá, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, robot lau nhà này. Robot lau nhà nhá. Robot lau nhà, giá của nó sẽ là 120.000 cho con robot lau nhà như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh nhá, bẫy chuột thông minh. Đấy, con này thì hàng cực kỳ là nhạy luôn và rất là dễ sử dụng, rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là dùng hai tay nhất đều này là cho em, nó nhất đều này cho em này, nó nhất đều này cho em là khi khi mà con chuột nó chạy và sập bẫy. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bẫy chuột thông minh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 15k thôi các bác này. Đấy, sập luôn các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, các bác để này cho em này, đấy con chuột nó chạy vào là sập bẫy này. Đấy, rất tiện ích nhá, giá sẽ là 15k trong chiếc như này. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là bẫy chuột thông minh này. Bẫy chuột thông minh, giá của nó sẽ là 15k cho một cái nhá, 15.000 cho một cái. Đấy, 15k là cái bẫy chuột thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đựng tam thông minh nhá, hộp đựng tam thông minh. Đây nó sẽ là cái hộp tam rất là tiện ích, về nhà các bác bỏ tam vào đây cho em, tháo cái nắp này ra này. Đấy, bỏ tam vào đây. Và đây nó sẽ có một cái chân robot như này, thì các bác cứ nhấp này là tam nó sẽ bật lên các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó. Và giá của nó sẽ là 15.000 cho một cái hộp tam thông minh như này. 15k nhá. Con này thì cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là hộp tam thông minh, giá thì chỉ có 15k thôi. Con này siêu tiện ích luôn để cho các bác sử dụng luôn nhá, hộp tam thông minh 15k. Đó, tiếp theo thì nay bên shop còn một ít cái rổ kèm cái rổ. Các bác lên cho em là bộ rổ chậu nhá. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là rổ chậu nhá. Rổ chậu thì cái này nó bao gồm cho các bác là bộ rổ chậu inox. Đấy. Bộ rổ chậu inox, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 bốn cái chậu cả rổ như này, và có thể kèm thêm một cái rổ nữa. Đấy, một cái rổ này để các bác rửa rau này. Đường kính của nó vào khoảng là trên 20cm, khoảng 25cm. Đấy, thì cái này nó sẽ là cả rổ, cái này là cả rổ cả cái chậu như này. Còn lại là thêm cho các bác là ba cái tô nữa như này. Đấy. Thế là combo cho các bác là 5 món, tất cả 5 món. Đấy. Và giá thì hàng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ chậu inox nhá, rổ chậu inox, giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 cho 5 món như này. Đấy. Lên cho em là bộ rổ chậu inox, giá sẽ là 55k. Đó. Bộ rổ chậu inox này, bộ rổ này, chậu này. Bộ rổ chậu inox giá sẽ là 55k nhá, 55k cho một bộ như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, con hổ bọ cạp đây. Đấy. Các bác lên cho em là thuốc trị đau xương khớp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau xương khớp cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bác bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, các bác dùng cái này cho em, rất tiện ích luôn. Đấy, và cái giá thì rất hợp lý cho bác nhá, một cái lọ thuốc trị đau xương khớp như này. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 thôi nhá. 30.000 cho một lọ thuốc đau xương khớp như này. Đấy. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Bôi vào thì rất là mát luôn nhá, rất mát luôn, và các bác bôi rất là tốt luôn, rất tốt luôn. Đấy. Rất mát và đánh tan các cái phần mà các bác bị đau mỏi nhá. Đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy. Đấy, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 30k nhá. Xương khớp bọ cạp này. Xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đấy, bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, dùng cái này cho em. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bóp tay các bác nhá. Đấy, nó sẽ là một cái sản phẩm để các bác dùng để mình tập thể dục tay nhá. Đấy, thì các bác dùng để mình luyện tay rất là tốt luôn. Đấy. Đặc biệt là bác nào mà đang bị đau mỏi vai gáy, các bác dùng cái này cho em, dùng để mình bóp nhá. Đấy, bóp cái này, và nó cái này thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh cân nặng từ 60 cân lên từ 5 cân lên đến 60 cân, thì các bác có thể điều chỉnh ở đây, nó rất là tiện này.
đấy, để các bóp bóp nhá. Đấy, mức thấp nhất của nó sẽ là 5 kg. Thì khi mà các bác bóp đây, bóp nó sẽ chạm vào đây này. Đấy, thì cái cơ thể tay của mình nó sẽ hoạt động này. Khi nó hoạt động thì máu huyết nó sẽ lưu thông rất là tốt luôn. Và đây nó có số đếm như này nhá, có số đếm như này. Một ngày các bác cứ bóp cho em là từ 3 đến 5 set, mỗi set từ 3 đến 50 chiếc nhá, 50 lần. Đó thì rất là tốt luôn. Đó thì các bác luyện cho em cả hai tay như này. Đấy, khi mình bóp thì nó sẽ giúp cho các bác là cái máu huyết nó lưu thông nhá, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bóp tay như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là bóp tay nhá, bóp tay. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên cho em là bóp tay này. Bóp tay, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 một chiếc bóp tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Dòng này thì nó sẽ là loại to và giá thì sẽ là, em lên cho bác cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7 này. Đấy. Con này thì khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, rồi là nói chung là rất là nhiều các cái công năng luôn, giúp cho các bác này sơ cấp cứu này. Đấy, đầy đủ các cái công năng của nó này các bác này. Đấy, ngưng tiếng kêu, cọ sát này, nới lỏng các bộ phận đã bị rỉ sét này, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và hàng thì công nghệ của Australia nhá, bản quyền của Australia. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k. Đấy, nó sẽ là 50k cho một chai xịt RP7 như này. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là xịt RP7, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Thì cái bộ rổ vuông này sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi. Đấy, ba đôi thì nó sẽ có cho các bác là ba rổ. Đấy, ba rổ và ba chậu, ba rổ ba chậu như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Thì bên em bán theo bộ như này nhá. Đấy. Con to nhất thì đường kính của nó vào khoảng là 35 cm, xong đến con này là 25 cm và con này thì khoảng 20 cm. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 90.000. Đó, bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90k cho một bộ rổ vuông như này. Thì cái này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng, để mình rửa rau rồi, nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó, giá thì sẽ là 90k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì vừa là đo huyết áp, vừa là đo nhịp tim, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Thì con này về nhà các bác sử dụng cho em cái pin con thỏ loại nhỏ nhá. Pin con thỏ loại nhỏ các bác lắp vào đây cho em. 1 2 3 4 viên, 4 viên pin con thỏ loại nhỏ về nhà các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là dễ sử dụng và tiện ích để các bác có thể dùng để mình đo huyết áp, đo nhịp tim, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo như này. Đấy, về nhà bác nào mà chuyên bị tăng giảm huyết áp đột ngột thì nên có sẵn trong nhà, có sẵn trong nhà một cái con máy đo như này để các bác có thể tự mình kiểm tra được huyết áp luôn, rất là tiện nhá. Đấy, và các bác nên mua con này thì nó tốt cho sức khỏe và nó rất là cần thiết. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp này, máy đo huyết áp. Nếu con này các bác ra ngoài hiệu thuốc và mua nó bán cho bác khoảng 400-500 nghìn, nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho bác giá chỉ có 260k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận về nhà thì các bác mua pin lắp vào và thử kiểm tra các bác nhá. Đấy, kiểm tra các bác có xác định mua thì mua pin trước đi. Đấy, cái này là không có pin nhá, không có pin đó. Và giá thì sẽ là 260.000. tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Thì con này nó về nó sẽ có màu đỏ, màu xanh, rồi có thêm cả cái màu màu ghi màu cà phê như này. Màu cà phê này nó rất là nhiều màu. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Trước khi sử dụng thì các bác bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, nó sẽ có cái công tắc ở đây. Các bác bật công tắc này lên. Sau đó thì các bác chỉ cần chạm này là nó sẽ lên này. Và có điều chỉnh chiết áp cho bác luôn nhá. Đấy, có tăng giảm chiết áp như này thì rất là tiện. Đấy, có tăng giảm chiết áp cho các bác luôn. Đó, coi theo. Đây, có tăng giảm chiết áp như này, rất là tiện cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy, và công tắc ở đây nhá. Công tắc ở đây. Bật thì các bác chạm nhẹ này nó sẽ lên này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, cứ gõ nhẹ là nó sẽ lên luôn, rất là tiện. Và cái giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Giá sẽ là 60k một chiếc. Có những cái về thì nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin của cho em là xong. Đấy, đèn thần tài. Đèn thần tài, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60.000 cho một chiếc đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bát úp mì nhá. Đấy, thì nó sẽ là một con bát như này. Bát
bát úp mì nha các bác nhá, bát úp mì. Đấy thì con này của nó sẽ là một con bát như này, một con bát như này. Đấy và cái nắp của nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn, nắp khá là dày dẫn chắc chắn luôn các bác này. Đấy, nắp khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Bên trong của nó thì là sẽ là bằng inox, bên ngoài bằng nhựa. Các bác có thể dùng để úp mì, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Cái nắp của nó rất là khít cho nên các bác mang đi mang lại nó rất là tiện. Bên trong là bát úp mì, giá sẽ là 50k. Đó. Bát úp mì này, giá sẽ là 50k nhá. 50 cành cho một con bát úp mì này thôi. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thực phẩm, đựng thức ăn, úp mì, pha mì, đấy, chế biến đồ ăn cũng rất là ok. Giá rất hợp lý, 50k cho con bát úp mì như này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k. Và bao ship giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên cho là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các nhá, pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các này. Máy thì đã tét nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em, sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá, sập vào đây cho em này. Đó. Phương, rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi. Cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lấy bi này, các bác đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lấy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lấy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhé. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó. Bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhé. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì biết cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhá, cho nó khỏi gấp nhá, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Đó. Xịt rửa xe này.
của xe. Đấy, rất là mạnh nhá, áp lực nước cũng khá là tốt như các bạn. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bạn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok.